Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, anh chị em, chúng ta sẽ học tiếp. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm pháp sư, ghi nhớ tất cả Phật pháp, thuyết pháp đúng lý, không trái cứu nghĩa. Cái này như cái bài trước chúng ta đã có nói cái này rồi ha. Nếu mà nói cái từ để ghi nhớ có nghĩa là chúng ta học rồi ta nhớ, thì nó giống như thế gian không khác. Nhưng mà thực sự khi các vị thánh chứng quả rồi thì nếu như không phải là Phật, nếu là các vị thanh văn, chúng ta nghe từ thanh văn là chúng ta hiểu cái gì? Nghe. Chúng ta học bằng cái sự truyền thừa từ các bậc giác ngộ. Các vị nghe để hiểu, học bằng cái việc nghe để hiểu. Nhưng bây giờ chữ học nó không còn là nghe nữa, chúng ta có thể đọc. Nhưng hồi xưa học là nghe. Cái thời đó chưa có chữ viết. Cho nên các vị mà muốn học Phật pháp là phải nghe một cái vị, một là Đức Phật giảng, hay là các vị thánh giảng. Mà thường các vị nghe, học, hiểu để tu thì được gọi là các vị thanh văn. Mặc dù tu chứng thánh quả là hán vẫn là các vị thành văn. Còn ở đây muốn cho trở thành pháp sư mà để nhớ lại tất cả những cái điều mà Đức Phật đã giảng và giảng không trái cứu nghĩa thì nó lại là một cái tầng rất là thấp. Nghe để nhớ, giống như ngài A Nan ở trong kinh diễn tả là tất cả những lời giảng của Đức Phật, ngài A Nan nhớ không sót một từ một chữ nào, giống như một bát nước rót qua một bát nước không rớt ở ngoài một giọt. Thì cái thời đó gọi là gì, thông minh đệ nhất, đúng không? Nhưng mà dù có thông minh như vậy thì cũng chỉ nhớ một đời của Đức Phật. Ví dụ như làm thầy giả Đức Phật Bổn Sư thì chỉ nhớ những lời Đức Phật Bổn Sư nói thôi. Còn khi mà chứng được thánh quả A-la-hán thì ha, tất cả chư Phật quá khứ thuyết giảng bài pháp nào, ở đâu, trong pháp hội nào thì các vị thánh đều phải nghe và thấu suốt, không còn sót một bài pháp nào. Chúng ta nghe, tức là nghe khi chứng thánh quả thì tất cả bài pháp của chư Phật đều nghe. Điều này nó cũng hơi khó tin đối với chúng ta, đúng không? Nhưng mà nghe không phải là nghe từng tự, từng bài, rồi giống như mình, từng lời, từng chữ giống như mình nữa. Mà trong sát na chứng thánh nó có thể nghe được tất cả các bài pháp của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, xuyên suốt không sót một bài pháp nào và chỉ nghe trong một sát na thôi. Thì này là hết tin nổi rồi đó. Hết tin nổi rồi. Thì như vậy ở đây là muốn cho vị pháp sư này nghe và nhớ tất cả bài pháp của chư Phật như vậy. Tức là các vị Bồ Tát muốn chúng ta như vậy. Nhưng rồi chỉ có các vị La Hán, các vị Bồ Tát thì có thể nghe và nhớ những bài pháp của chư Phật.
Còn khi mình chứng Phật quả rồi thì không có nhớ bài pháp nào hết. Không có nhớ bài pháp nào hết. Mà tất cả những cái chân lý của chư Phật mười phương đều đồng với cái quả chứng của mình. Ở đây không phải nghe mà là đồng, gọi là đồng. Có nghĩa là chư Phật mười phương có cái gì thì vị Phật này có cái đó. Và bao nhiêu vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có cái thấy, có cái biết như nhau. Cái này không gọi là nhớ nữa, không gọi là nhớ nữa mà là trí tuệ của chư Phật đồng đẳng như nhau trong một sát na chứng Phật quả. Rồi động từ, rồi phương tiện, rồi năng lực, tất cả mọi cái đều như nhau cả. Nếu ngay phút chứng Phật quả mà không thấu suốt tất cả những cái của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai thì đó chưa phải là chứng Phật quả. Thế vậy là này không có nhớ rồi nha, cái này là không phải là nhớ nữa. Và sự thật thì các vị chứng thánh quả không còn dùng từ nhớ. Như mình đó, thì mình dùng từ nhớ tại vì mình có thể xài cái tâm thức. Lúc nhớ, lúc quên, lúc hiểu, lúc không. Nhưng các vị thánh thì không nghe theo cái kiểu căn trần, không nhớ theo cái kiểu tri thức. Và chúng ta nên nhớ vậy, chị không còn xài tri thức nữa. Cái ngã không, pháp không, thân này không rồi thì không còn xài kiểu tri thức nữa. Thì không phải là Đức Phật thuyết pháp để nghe nữa, mà tùy, ở đây mình dùng cái từ là tùy cái mức độ chứng thánh ở tầng nào thì ở tầng đó thấu suốt tất cả bài pháp mà chư Phật đã thuyết từ xưa cho tới bây giờ. Ở cái tầng của A-la-hán thì sẽ thấu suốt tất cả bài pháp mà chư Phật thuyết cho các vị A-la-hán nghe. Và ngay phút chốc đó thì tất cả các vị A-la-hán ở thuở quá khứ, hiện tại, vị lai chứng cái thánh quả ở tầng đó, hiểu ở gọi là cái gì ta, thấu tột tất cả các pháp ở cái tầng đó, thì vị mới chứng nó cũng thấu hiểu như vậy. Thần thông đều đồng nhau, trí tuệ đồng nhau, năng lực đồng nhau, tất cả đều đồng đẳng như nhau. Vì A-la-hán thuyết pháp theo cái tầng của các vị đó. Nhưng mà các vị Bồ-Tát thì ở cái tầng khác. Thế thì chứng thánh quả khi dứt trừ cái ngã chấp ở cảnh giới vô ngã rồi, thì mình một thoáng đầu tiên mình thấy là đồng đẳng. Nhưng mà trong cái đồng đó thì nghìn trùng cái tầng tầng lớp lớp cho tới chứng quả Phật. Thì mỗi một tầng lớp là một tầng trí tuệ, mỗi một tầng trí tuệ là một tầng công hạnh. Tức có nghĩa là công hạnh có nghĩa là cái lợi ích chúng sanh đó. Đến một cái tầng nào thì trí tuệ của cái vị đó sẽ ngang cái tầng đó, tương ưng với cái tầng đó. Cho nên mình nghe ở đây là gọi là ghi nhớ tất cả Phật pháp, thì mình tưởng là mình nghe mình nhớ theo cái kiểu của mình bây giờ, mình nghe qua mình nhớ không sót lời nào. Thì xin thưa là các vị thánh không còn chuyện đó, không xài não bộ giống như mình, mà mình nói là cái kho tàng vô tận về trí tuệ của các bậc thánh như thế nào thì các vị gọi là gì đó, sở hữu kho tàng như thế đó. Giống như bây giờ mình nghe nói là cái thế giới này có bao nhiêu tỷ phú, mỗi một tỷ phú thì có bao nhiêu cái, tới tầng nào thì được gọi là tỷ phú, và mỗi một tỷ phú thì nó có bao nhiêu tiền, và tới tỷ phú mà cao tột nhất là số tiền cao nhất kiểu gì đó thì cũng là tỷ phú, nhưng mà vẫn thua tiền ông tỷ phú kia, vẫn thua ông tỷ phú kia ông vật. Kiểu của thế gian thì ở trong Phật pháp á, chứng những cái bậc thánh chúng ta cũng thấy như vậy. Đương nhiên vị đó thì trong lúc mà mình chứng quả thì mình cũng thấy mênh mông vô tận, không có ngàn mé, không gần như không ngàn mé. Nhưng mà khi sống lợi ích cho chúng sanh, khai thị cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh thành đạo vân vân, một giai đoạn cái bắt đầu tự dưng cái mình bước tự động các vị bước vào một tầng mới, tại vì cái công đức công hạnh, cái phạm hạnh các vị đã đủ để bước vào một tầng mới, thì với mình gọi là chứng đắc hoặc là mở trí ở một cái tầng khác, giống như thăng một cái tầng bậc tâm linh một cách thực sự. Cái đây là ở trong cảnh giới tâm linh nó có. Thì ra trong kinh Kim Cang hồi xưa mình cứ nhắc đi nhắc lại cái câu là gì, các vị thánh
do thâm nhập cái vô vi mà có cái sai biệt, có cái sai khác. Tức là thâm nhập sâu trong cái cảnh giới tự tâm sẽ có cái sự sai khác. Thì như vậy là cái sở hữu trí tuệ á, cái mà trí tuệ các vị có được á, thì trước khi chứng thánh thì được gọi là học là nhớ. Và sau khi chứng thánh quả A-la-hán, ví dụ như sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì lần kiết tập kinh điển đầu tiên là 500 vị A-la-hán được chọn lựa. Và lúc đó thì có 499 vị thôi, A-nan chưa chứng thánh quả A-la-hán. Thì các vị vô trong hang ngồi cái già chờ. Thì ngài A-nan là một trong những người được chọn, nhưng mà cái cửa động đã đóng rồi, và là phàm phu thì không thể nào vào trong cái hang động đó được, khóa lóc ở trong à. Thì trong đêm đó ngài A-nan nhớ lại những lời Đức Phật dạy trong kinh diễn tả đau khổ chết ngất gì đó, nói bậy không có cái chuyện đau khổ rồi ngất rồi mới chứng thánh quả, cái chuyện đó mấy người không tỉnh lấy gì chứng. Cho nên là đêm đó anh em nhớ lại tất cả những cái lời Đức Phật dạy, những cái gì nó chính yếu để nhập vào cảnh giới thánh. Thì anh em nhớ và nghi lúc đó nhập vào cái cảnh giới thánh, mất đi cái ngã chấp pháp chấp và chứng thánh quả A La Hán. Nghe chưa? Chứ không có ví dụ mà đi bộ rồi mệt rồi té ngất xỉu rồi không biết cha nào diễn tả kiểu kỳ cục không có cái đoạn đó đâu, không có tỉnh táo tu tập thì không bao giờ chứng thánh. Không biết trong kinh diễn tả người mắc cười, tôi đọc cái đoạn kinh đó tôi cười ngất, nhưng mà cãi lộn với ai bây giờ, cũng lẽ cãi với cuốn sách nói buồn quá. Ê, mấy sư huynh mình nó vô động hết rồi, mình đi không được, đi vòng vòng cứ đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi hồi mệt mỏi quá, cái sụm ngã xỉu cái tự nhiên chứng thánh quả. Tôi đọc quyển sách nó lâu lắm rồi, biết quyển nào tôi quên rồi, không có chuyện đó đâu mà nha. Tức là A-nan thứ nhất là gì, đã theo nhiều đức Phật, đã tu học nhiều đức Phật và cũng đã chứng thánh quả rồi, nhưng trong cái đời cuối hiện thành một cái vị tỳ kheo bình thường không chứng thánh quả. Thấy chưa? Cho đến cái lúc mà cần thiết phải chứng thánh quả thì tự động ngồi kiết già để mà nhớ lại, đó, đây gọi là nhớ nè, đó, đây nhớ lại những cái lời chỉ dạy tâm yếu của chư Phật và cảnh giới chứng đắc của các vị thánh như thế nào. Thì anh em vào sâu trong thiền định thấy được những lời chỉ dạy đó và nhập được trong cái đại định và chứng thánh quả A-la-hán. Và bắt đầu vừa chứng thánh quả A-la-hán mừng quá, ngồi vô cái tòa của mình liền, mặc dầu ở ngoài động đúng không, các vị thánh là trong chưa này chớp mắt là ông ngồi trong cái tòa và đủ 500 vị thánh A-la-hán rồi. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới tuyên bố là A-nan là đọc lại tạng kinh, ngài U-ba-li đọc lại tạng luật. Thì như vậy là A-nan đọc cho 499 vị A-la-hán nghe, và trong số 499 vị A-la-hán nó đều gật đầu đồng ý là không sai không sót một chữ nào. Và ai có thể đồng ý cái điều đó? Chỉ có các vị La Hán mới có thể nói là thời thứ nhất Đức Phật nói câu đó, hiểu không? Thì ngài A-nan đọc đúng cái câu đó, lời đó, chữ đó và bài pháp đó không sót một chữ nào. Thì các vị La Hán không còn sử dụng thân tâm giống như mình, nhưng tất cả các vị La Hán đều có thể thấy gì? Thấy quá khứ vô lượng, vô số kiếp của tất cả mọi chuyện xảy ra. Cho nên trong lúc mà ngài A-nan đọc thì các vị A-la-hán nhập trong định đó,
để sống trở lại với cái thời pháp mà Đức Phật thuyết, hiểu chưa? Sống trở lại thì cái cảnh mà Đức Phật thuyết cái bài pháp đó, Đức Phật nói lời thứ nhất, lời thứ hai, lời thứ ba, lời thứ tư thì ở trong định, tất cả vị A-la-hán thấy là A-nan đọc lại không có sót chữ nào. Ở đây không phải nhớ lại mà nhập trong định, chúng ta phải thấy rõ là các vị A-la-hán đều nhập trong định. Và khi nhập trong định thì không có thời gian và không gian, hiểu chưa? Cho nên lúc đó Ngài A-nan cũng ở trong định đó luôn nữa, chứ không phải là nhớ bằng cái trí não rồi Ngài A-nan chứng thánh quả mới đọc lại trong cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết lúc Đức Phật còn tại thế. Thì vậy là pháp hội thứ nhất được Ngài A-nan ở trong định đó, sống lại với tất cả những từ chữ mà Đức Phật đã thuyết, thì Ngài A-nan nối lại, thì tất cả 499 vị A-la-hán kia cũng ở trong định để thấy rõ từng lời, từng chữ, không sơ sót chữ nào, thì gật đầu chấp nhận. Đó là điều kỳ dĩ ở trong Phật đạo. Mà không ai có khả năng làm điều này chỉ trừ mấy vị thánh rồi. Cho nên Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, ở đây phải dùng là Tam Tạng Thánh Điển, tức là tất cả những cái chữ nghĩa trong cái lời dạy của Đức Phật đều được các vị thánh kiết tập tức là gom lại. Thì vậy là trong xuyên suốt những cái bài giảng của Đức Phật như thế nào thì Ngài A-nan đọc thuật lại, gọi là thuật lại, không sót một chữ nào. Nhưng mà mình cũng nhiều lần mình nói rồi đó, là kinh Phật nó quý lắm. Quý ở chỗ nào? Là cái thời Đức Phật chưa có chữ viết, tới 500 năm sau mới có chữ viết. Vì vậy là từ lúc Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm sau trở lại một lần kiết tập kinh điển thứ hai. Thì trong suốt 100 năm đó, các vị thánh A-la-hán mà muốn truyền cho đệ tử của mình thì cũng dạy tất cả những cái lời mà Đức Phật đã thuyết trong kinh, gọi là truyền thừa Phật pháp, cái kiểu này mới là kinh khủng nè. Tuy vậy là vị thầy phải dạy cho đệ tử thuộc bài số 1, thuộc bài số 2, thuộc bài số 3, thuộc bài số 4, thuộc bài số 5, thuộc cho tới 600 mấy chục hội đó đó. Thuộc hết bài đó sau, người đệ tử đã được gọi là truyền thừa bằng cái cách đó. Nhưng rồi cũng phải chứng thánh quả A-la-hán, ngoài cái việc mà được thầy của mình dạy từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ, thấy chưa? Xong rồi phải chứng thánh, thì là nhập trong thánh quả A-la-hán á, thì mới nghe lại hết những cái lời của Đức Phật đã dạy. Nó có trùng với thời ông sư phụ mình chỉ không? Nó kiểu vậy đó. Tức là khi chứng thánh quả A-la-hán rồi thì kiểm chứng lại lời dạy của sư phụ mình thông qua cái lời của Đức Phật. Đây mới là cái chuyện tuyệt vời nè. Thì cái vị đệ tử này mà nghe, nếu mà thấy thầy mình dạy sót con chữ nữa, thưa thầy, trong bài đó thầy dạy sót con chữ đó. Đó, Đức Phật nói như vậy nè, thầy nói thiếu con chữ, đại khái là vậy đó. Nhưng mà thực sự thì các vị thánh không bao giờ nói sót. Một cái điều đặc biệt là thánh A-la-hán thuật tất cả những cái lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Thánh Điển cho đệ tử mình nghe, thì đệ tử mình cũng phải nghe và nhớ, không còn sót một chữ nào. Nếu như lúc đó là nhớ bằng cái đầu, nhưng nếu như cái đầu mà không nhớ được hết thì chứng thánh quả rồi, thì phải ở trong định, phải ôn lại cái bài dạy của Đức Phật thông qua cái lời dạy của sư phụ mình, hai người trùng khớp không sót một chữ nào, thì đem cái đó dạy cho đệ tử kế tiếp. Kinh khủng không? Thì vậy là sở dĩ bữa nay mình còn kinh để đọc là nó qua trình tự như vậy. Mỗi một cái đời, một vị thầy dạy từng chữ cho đệ tử học thuộc không sót chữ nào, rồi tu chứng thánh quả ôn lại một lần nữa, không sót mới gom đó dạy cho đệ tử kế tiếp, mà cứ từng đời như vậy, cho tới khi có chữ viết thì không còn cảnh đó, bắt đầu viết để lưu truyền. Và như vậy thì mình mới có được kinh để mình đọc. Thì đây gọi là công phu, công phu của các vị mà gọi là gìn giữ được cái mạng mạch của Phật pháp thông qua cái việc học để ghi nhớ không sót một lời một chữ nào của chư Phật. Nhưng mà cái lúc chưa chứng thánh quả là hắn không tin tâm mình, mặc dù đã học thổ rồi, chứng thánh quả là hắn là nó thông quá khứ hiện tại vị lai, thì mới nhớ lại, mới bắt đầu giữ được, nghe được cái lời dạy của Đức Phật trong lúc thiền định, đó là nghe lại lời dạy của Đức Phật trong tất cả các cái thời thuyết pháp đó, và thấy rõ ràng đúng khớp 100% với lời sư phụ, là bắt đầu đóng dấu. Đóng dấu rồi thì trong chúng đệ tử thấy đứa nào có khả năng
có thể truyền thừa kêu lên học đó. Bài thứ nhất là Đức Phật hồi xưa nói vậy là con là phải học cho thuộc xong, và vừa học vừa tu cho tới khi mà vị thầy dạy phải hết rồi nha, vị thầy dạy không còn sót chữ nào rồi nha. Cho nên nói tới cái chuyện mà gọi là gì đó sử 33 vị tổ thiền tông, xin thưa nếu mà con nói lại thì con nói khác dữ lắm. Không có cái chuyện đó đâu, nói thì mới lòng chồm sớm, cho nên không có cái chuyện đâu. Mấy vị còn chưa biết cái chuyện này nữa mà nói truyền thừa cũng đáp là cái gì. Chuyện này không biết, biết cái gì, chưa biết, chưa chắc là trong cái lịch sử của cái thiền tông mà có thể nói hết được những cái điều truyền thừa. Đây mới gọi là truyền thừa nè. Truyền thừa là không sót một chữ, không sót một chữ, sót một chữ thì không phải truyền thừa. Mà trải qua bao nhiêu đời như vậy cho tới khi 500 năm sau có chữ viết rồi thì chuyện đó mới dừng lại, và vẫn còn nha, vẫn còn. Cho tới giờ phút này á, thì không phải là truyền miệng nữa mà học qua sách. Thì thế giới chúng ta trong cái giờ phút này là chỉ còn nước Miến Điện á. Có những vị thuộc một tạng, những vị thuộc hai tạng, những vị thuộc ba tạng. Thì có, bây giờ vẫn còn một số vị thuộc hết ba tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận luôn. À, đó mới là điều kinh khủng, mà đối với dân Miến Điện mà thuộc một tạng thôi là họ đã coi nó giống như họ phong thánh rồi, mà thuộc ba tạng là xem như thánh rồi đó. Vị nào mà thuộc ba tạng xem như thánh. Vì vậy chứ quý vị sẽ đi ngoài đường trên đất nước Ấn Độ, quý vị thấy là nó đăng cái bản đó đó, thấy chưa, là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, cái vị tên gì thuộc mấy tạng giảng ở đâu, nó đăng rất là rõ ràng. Rõ ràng là thuộc một tạng đúng không, thuộc một tạng thì đăng vị đó, thuộc một tạng vị kia, thuộc hai tạng vị kia, thuộc ba tạng. Thì vậy là ai muốn đi nghe một tạng, hai tạng, ba tạng là tùy. Muốn nghe ở đâu thì nghe. Mà là cái giai đoạn mà tôi đi qua Miến Điện mà được đăng ký để gặp một vị thuộc tam tạng là khó lắm à, không phải dễ đâu á. Chờ đăng ký cũng cả tuần nửa tháng rồi mới được có cái lịch vô gặp. Mình đi Miến Điện thời gian rất là ngắn, mà muốn gặp thì phải gặp một cái dạng đặc biệt khác. Nó thông qua, nó không còn khuôn sáo thì mới có thể được, muốn gặp là gặp, chứ còn nếu không là phải cả tuần nửa tháng mới được gặp. Thì vậy ở đây muốn diễn tả, ở đây dụng từ là nó nhớ, nhớ cái bài pháp của Đức Phật á. Thì nếu như trong đời vị A-la-hán đó mà muốn nhớ cái bài pháp của một Đức Phật của mình thì nhập trong định để nhớ. Còn nếu mà sâu hơn nữa thì sẽ nhớ bài pháp của nhiều Đức Phật. Đây mới nói tới kinh điển Đại Thừa. Tới kinh điển Đại Thừa là các vị nhớ hàng hà sa số những cái bài pháp đó. Giống như sau Đức Phật là Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ nguyên là trước khi á, Ngài theo đạo Phật thì Ngài đã tu mật chú rồi. Tu mật chú mà đạt được gọi là cái gì đó, trì chú mà biến thân mất. Đi quậy rồi. Và sau nhiều lần vô hoàng cung quậy thì bể chuyện, ông em cũng chết, có hai anh em đều sử dụng mật chú, cuối cùng em cũng chết rồi. Thì Ngài Long Thọ mất ẩn tu luôn. Ngài tu đến mức độ Ngài đạt được cái định, đại định của Đại Thừa. Thì lúc đầu thầy Ngài học mật chú thường thôi, nhưng mà sau khi mà ở trong đại định đó thì Ngài thấy được cái mật chú ở một cái vị Phật khác thuyết, ở một cõi khác, không phải là dạy cái cõi của mình. Ngài lấy chú đó, lấy tất cả những cái bài chú ở trong định của mình đó, để có thể giảng dạy trở thành cái tạng mật Kim Cang Thừa. Bây giờ mình phải xuất phát, phải nói từ Ngài Long Thọ. Thì cái này tôi đã nói rất là nhiều trong cái bài kinh Diệu Pháp liên quan cái phẩm Đà La Ni, tôi nói rất là nhiều chuyện này. Và cái mà bài mình đang học là bài này. Và bài thứ ba là bài Diệu Vô, kinh Thập Thiện. Kinh Thiện Đức Phật xước ở Long Cung rõ ràng à. Thì cũng Ngài Long Thọ lấy bài kinh đó về đó. Ở trong định Ngài bắt đầu, ở trong định thầy nghe, Ngài nghe. Tại vì thật sự ở Long Cung Đức Phật không có nói bằng ngôn ngữ người phàm như cái kiểu của mình, ngôn ngữ của Long Cung. Và ở trong định thì Ngài Long Thọ nghe và bắt đầu mới chuyển thành ngôn ngữ của loài người. Cũng như bài này,
Cũng như bài kinh Hoa Nghiêm này, Đức Phật cũng không nói bằng ngôn ngữ người phàm ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, nói bằng cái loại ngôn ngữ khác, không phải bằng cái ngôn ngữ của loài người của mình. Như Ngài Long Thọ chuyển thành ngôn ngữ loài người của mình ra cái bộ Hoa Nghiêm. Đó, thì vậy là ngoài cái việc mà nghe qua để nhớ, tùy ví dụ như bây giờ có vị Thánh A-la-hán ở cõi nào đó ở đâu á, Ngài nhập định, ngoài cái việc Ngài nghe được Đức Phật ở cõi của mình thuyết giảng ra nhớ không còn sót câu nào, thì ở trong định nó vẫn nghe được cái bài pháp của Đức Phật Thích Ca của mình, và Ngài thấy hay quá, Ngài chuyển thành ngôn ngữ của cái cõi của mình nghe. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, chuyện bình thường. Tại ra có những cái bài kinh thông qua các vị Thánh A-la-hán hoặc là các vị Bồ-Tát, nó có những cái nhất là những cái bài kinh Đại Thừa, thì không phải là Đức Bổn Sư chúng ta thuyết ở cõi mình, hoặc là Đức Phật chúng ta thuyết ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, tức là ở trong đại định mà nói cho chư Đại Bồ-Tát nghe. Người phàm mình không có cửa để học, như mình đây là không có cửa để học Hoa Nghiêm. Nếu không phải là Ngài Long Thọ mà ở trong đại định đem về thì coi như mình chịu chết, trong cõi mình cũng không có bài kinh Hoa Nghiêm này đâu. Đó thì chúng ta mới thấy được là khi mà có kinh điển là nó phải xuất nguồn từ những cái điều gì, để mình thấy cái giá trị kinh điển Đạo Phật nó đâu, và chúng ta hiểu cũng như chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính về pháp tạng, tức là pháp bảo ở trong Đạo Phật của mình. Chứ nếu không, chúng ta không thấy cái pháp đó là quý báu, mình nghĩ thường thôi đúng không? Giống như bây giờ cái thời hiện đại của mình, vừa nói vừa thâu âm vừa ghi hình, rồi cần thì mình bấm máy, mình đánh máy lại, mình chép thành kinh, chuyện dễ quá trời rồi. Nhưng mà một điều rất là đặc biệt nữa là gì? Sáng giờ mình nói muốn nói cái kiểu này nè, ở trong không gian của mình xưa giờ mình nói cái kiểu cái gọi là cái không mất á, không gian nó tự động nó quay hình, nó ghi âm tất cả mọi chuyện xảy ra, dù lớn dù nhỏ, hết ở trong không gian vũ trụ này. Nghe chưa? Thì ví dụ như bây giờ ở đây có người chứng thánh quả, thì đương nhiên là tất cả mọi người họ thấy hết, họ biết hết về cái dòng nghiệp tập nhân quả của mình. Bây giờ muốn biết một người thì họ sẽ dừng lại ở một người. Đương nhiên là biết tùm lum, nhưng mà bây giờ muốn nói chuyện một người đó thì họ sẽ dừng lại ở người đó. Thì tất cả những cái chuyện mà xảy ra của người đó, từ chuyện 1, chuyện 2 cho tới chuyện hàng tỷ kiếp về trước, rồi cái hiện tại và cái vị lai là đều xuyên suốt để thấy. Vì vậy là nếu có cái vị đó chứng thánh quả A-la-hán thì sẽ biết rằng họ sẽ chứng ngày nào, giờ nào, phút như nào, và bài pháp đầu tiên họ nói cái gì cho tới bài pháp cuối cùng họ nói cái gì, thì các vị đều thấy, đều biết như nhau, nó không có sót được cái gì. Rồi tất cả các vị Thánh A-la-hán đều nói như vậy, tất cả các vị Bồ-Tát đều nói như vậy, và chư Phật đều nói như vậy. Nhưng mà các vị Thánh A-la-hán khi mà chưa đủ cái tuệ để thâm nhập Phật Đạo, giống như sáng chưa đủ cái như nhãn á, thì không thể nào thấy được tất cả những bài pháp của Đức Phật. Và chính Đức Phật cũng nói trong kinh, cảnh giới của chư Phật chỉ có Phật với Phật mới biết thôi. Ra rồi mà đụng tới cảnh giới Như Lai chưa có chư Phật thì phải là những người nhập trong Phật cảnh giới. Cái Bồ Tát, Đại Bồ Tát cũng không biết nổi. Thì chỉ có một cái là cái này dùng cái từ nhớ để cho mình có cái khái niệm, chứ thực sự cái thông thấu, mình dùng từ cái thông thấu, cái thấu tột, tức là giống như là chứng thánh quả A-la-hán là được 10 kho, 10 kho. Thì trong 10 kho đó là các vị tự do được lấy ra tất cả những cái thấy biết của mình. Cái huệ nhãn và cái pháp nhãn của các vị đều như nhau. Nhưng mà người chứng hơn 11, 12 cho tới 100, tới Đức Phật là 1000, ví dụ vậy, thì được không? Cả ngàn cái kho trí tuệ ở khắp hư không vũ trụ này được Đức Phật xài một cách tự do. Thành ra nói nhớ Phật Pháp thì cũng tùy. Giống như mình ở đây có những người mà đầu óc hơi mẫn tuệ một chút thì có thể nghe hết 2 tiếng đồng hồ nhớ được 2/3 hoặc là nhớ hết. Có người nhớ được phân nửa, có người nhớ được 1/4, có người nhớ được một chữ gì đó.
Ở đó là cái cảnh giới của tâm thức, cái đó là cảnh giới tâm thức. Còn cảnh giới của chư thánh thì không phải ghi nhận và nhớ gì vậy, mà là ở trong định để thấy. Và ở trong định thì gần như mọi cái nó đều hiện ra, nhưng mà định ở cái mức nào nó sẽ hiện ra ở mức nào đó là dễ hiểu nhất á, đúng không? Thì vậy là ở trong cảnh giới định của A-la-hán thì có thể nghe được sư phụ của mình là Đức Phật thuyết giảng trong cái cõi này. Các vị ở cõi này mà chứng thánh quả A-la-hán thì Đức Phật ở cõi này nói bài gì là các vị nhớ không còn sót. Nhưng muốn nhớ là cái bài pháp của các vị cõi khác á, thì phải là định sâu hơn, vượt hơn thì mới có thể thấu suốt được bài pháp của Đức Phật ở cõi khác. Còn không thì chỉ mới nhớ lúc đầu mới chứng thánh quả A-la-hán thì chỉ nhớ những gì diễn ra trong cái thời pháp của Đức Phật thuyết giảng trong cõi của mình thôi. Không có vượt qua được, không có vượt qua được. Đó là điều mà để chúng ta phải thấy, cho nên là gọi là ghi nhớ tất cả những Phật đã thuyết và nói đúng lý, không có sai cứu nghĩa, tức là nói không có sót. Cho tới giờ phút này á, chúng ta thấy là ở Miến Điện vẫn còn cái cách thuyết pháp giống như Đức Phật. Hồi xưa Đức Phật nói câu thứ nhất thì cả hội chúng lặp lại câu thứ nhất nha, chứ không phải nghe nín vậy đâu, không có đâu. Nói câu thứ nhất 10 chữ thì cả đại chúng lặp lại. Đức Phật lặp lại lần thứ hai, cả đại chúng lặp lại. Đức Phật lặp lại lần thứ ba là gần như thuộc hết chúng luôn. Ghê vậy đó, hồi xưa người xưa nó học pháp ghê vậy đó. Mình không biết lặp mấy chục lần mình thuộc. Chưa biết. Đó, cho nên là nghe xong cái bài pháp của Đức Phật, nghe xong bài pháp Đức Phật thì hiếm hoi lắm mới kiếm ra một người không thuộc. Nhưng mình bây giờ mà nghe 1000 lần thì hiếm hoi lắm mới kiếm được một người nhớ hết. Nó có cái khác biệt như vậy đó. Thật ra chúng ta nói lại là các vị thánh A-la-hán nhớ không phải là ngồi suy diễn rồi nhẩm nhẩm lại để nhớ, không phải như vậy đâu nha, mà nhập trong định nha. Nhớ là các vị thánh đều nhập trong định, và ở trong định đó nghe lại cái lời của Đức Phật, đồng thời nghe cái người thứ hai thuật lại cái lời của Đức Phật, tức là thầy của mình. Thì hai người này mà đồng nhau 100% thì vị đệ tử đó mới dùng cái bài đó dạy cho đệ tử của mình. Còn không, ví dụ thầy ổng sai nhiều quá thì sẽ dùng cái lời Đức Phật dạy cho đệ tử của mình. Thật ra là tất cả các vị thánh mà sau thời Đức Phật khoảng 500 năm về sau á, thì cái ông thánh nào cũng thuộc lời Đức Phật dạy hết á. Ồ, đấy đó là cái điều kinh khủng gì. Tức là vị thánh thứ nhất truyền vị thánh thứ hai nhiều chữ nhiều nghĩa đó, thì vị thánh thứ hai truyền vị thánh thứ ba cũng nhiều chữ nhiều nghĩa, nhiều chữ nhiều nghĩa tới suốt mấy trăm năm kéo dài á, cho tới khi viết thành chữ viết thôi mới dừng lại cái chuyện đó. Thì các vị sau là không cần thầy nữa mà mình có sách để mình đọc rồi. Và chính vì như vậy mà cái sức tập trung nó sẽ giảm đi, vì có sự ỷ lại, thầy nói tôi không nhớ tôi đọc sách. Giống như bây giờ mà lại đây ngồi nghe không nhớ thì về xem phim lại. Chính cái ỷ lại đó đó mà mình hư cái não của mình. Tức là cái sự ghi nhận, ghi nhớ của mình nó không còn giống như ngày xưa. Cái thứ hai là gì? Cái định lực của mình á, mình để ý là những người mà học đâu nhớ đó, mình nhìn họ coi. Họ có một cái sức định lạ lắm. Cái sự yên tĩnh để có thể lắng động được tâm thức mà nghe lời hoặc là đọc trong quyển sách, nhớ từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ, là những người đó vốn định lực đã có. Cái thứ hai là cũng đã nhiều, gọi là nhiều đời huân tập, nhiều đời huân tập cho nên mới có thể khả năng nhớ. Còn nếu như người đó mà không phải nhiều đời quyên tập thì coi chừng ông đó là ông thánh đó. Ông thánh A-la-hán đó. Nhất là ông nhớ liền ngay tại chỗ. Và sau đó ông sẽ nhập định, ông rà lại. Nhập định rà lại từng chữ, là chữ từng lời để không mất. Thật ra khi mà học tới chỗ này, chúng ta phải dùng cái từ là phải phát khởi cái lòng kính ngưỡng các vị thánh đệ tử của Đức Phật dày công để gìn giữ những cái lời pháp cho tới mình. Mấy ngàn năm mà vẫn còn như vậy thì rất là dày công của các vị. Không phải đơn giản, người phàm làm không được chuyện này. Nếu không phải là những vị thánh đệ tử Đức Phật thì giờ này chúng ta không còn kinh điển để học đâu. Nếu như là bây giờ mấy vị thánh không có ghi lại, không có nhớ nhắc dạy đệ tử từng lời từng chữ thì mình không có.
Nhưng rồi sau những cái triều đại này nọ kia, nó có những cái biến cố của Phật giáo, rồi có những cái ngoại đạo nó lên nó lãnh đạo quốc gia, rồi nó muốn thò thọc, muốn quậy kinh điển của Phật, rồi nó chiêm ý kiến nó vào, rồi khá là như vậy, thì nó có nhiều cái lẫn lộn trong đó. Và cái lẫn lộn này là phải có một cái hội thảo Phật giáo quốc tế, có một người chứng thánh quả A-la-hán đứng lên rồi nhập trong định đọc lại để cho chấn chỉnh lại, đốt hết những cái tư liệu cũ để tư liệu mới, thì mới hy vọng là chánh pháp thực thụ nó còn nguyên vẹn chứ không á là nó gọi là lẫn lộn giữa chánh với tà. Ví dụ như qua một triều đại là họ muốn chiêm vô một câu thôi, nó thích chiêm vô một câu chơi vậy đó là cả như hư chuyện hết rồi đó. Nhất là bản kinh Hoa Nghiêm này mà để một câu hai câu gì mà vô lộn xộn rồi chúng ta thấy mất chữ mất nghĩa liền. Từ trước giờ đọc chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu được chen vào, thì chúng ta học chúng ta khéo để lọc ra thôi, chứ còn rất là khó có nguyên lắm. Tức là ngay cả hệ thống kinh điển nguyên thủy cũng không nguyên vẹn đâu. Tôi đọc một số bài tôi thấy cũng nhiều trong, mà mình chưa có dịp giảng hết thôi. Mấy cái bài mà mình giảng thì mới có 10 bài trong trung bộ, thì nó không khó là bao nhiêu. Mà hồi tôi đọc một loạt qua từ trường bộ, trung bộ, rồi tăng chi, rồi tiểu bộ rồi đó, thì tôi thấy có rất là nhiều bài. Thứ nhất là không phải có Đức Phật. Mà cái này mình cũng nói rồi đúng không? Tự nhiên ngủ sáng thức dậy cái mấy ông thầy mình tranh luận. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan gì đó ngồi lại, cái sáng ngày huynh đệ ngồi bàn. Nó nói cái chuyện này nè, hôm qua Đức Thế Tôn nói vậy, cái ý vậy, cái nghĩa vậy, vậy đó, người bàn qua bàn lại. Thì đương nhiên là các vị không có phải là tranh cãi, tranh luận giống như mình, chỉ ngồi bàn thôi, người này nói một câu, người kia nói một câu, rồi nói ngày hôm qua Đức Phật nói vậy để ý nó khác hơn, thì theo tôi là ý thứ thế này, thế kia thế nọ. Xong rồi trong đó có một người là gom lại hết những ý kiến này đúng không? Đem lại đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn, hồi sáng này lúc mà vừa thức dậy bình minh thì huynh đệ chúng con gồm có ai đó nhớ ôn lại cái lời của Đức Thế Tôn, thì sư huynh nói như thế này, ngày Xá Lợi Phất nói thế kia, ngày Mục Kiền Liên nói như thế này, còn thưa Đức Thế Tôn thì những cái lời nói này đúng như thế nào, sai như thế nào, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Thì Đức Phật tất cả những lời nói đều đúng, thì vậy là cái đó được vô thành kinh, được Đức Phật công nhận rồi. Mặc dù không phải là từ Đức Phật nói, nhưng mà đã được Đức Phật công nhận thì nó cũng thành kinh nữa. Hoặc là ngày Xá Lợi Phất thuyết một bài nào cho các vị tỳ kheo nghe. Ở chúng ta có học một cái bài nhân duyên gì đó, cái kỳ trong 10 bài kinh Trung Bộ chúng có một bài ngày Xá Lợi Phất nói đó. Thì vậy là sau khi ngày Xá Lợi Phất nói, ngày A Nan phải đem cái đó lên hỏi Đức Phật à. Chứ không phải nói gì dẫn vậy. A Nan sẽ thuật lại tất cả những cái lời nói của ngài Xá Lợi Phất trong cái bài pháp đó cho đại chúng. Rồi Đức Phật gật đầu xác nhận ngài Xá Lợi Phất nói không sai, thì nó thành kinh, nó thành kinh. Chúng ta cũng phải thấy cái này, chứ không phải là tất cả những cái bài kinh trong đó đều là 100% là của Đức Phật. Không phải, có những bài của ngài Xá Lợi Phất có những cuộc tranh luận của chúng tăng thì nó cũng thành kinh. Thì đương nhiên là các vị thánh A-la-hán không nói sai rồi. Thì để nhớ lại những lời chư Phật thì chúng ta phải thấy được những điều như vậy. Tức là tùy cái khả năng chứng đắc, nhưng mà thường chứng quả A-la-hán ở trong cái cõi này. Vì Đức Phật đã xuống cõi này thành Phật, cho nên các vị thánh A-la-hán chứng thánh quả trong cõi này thì không còn sót bài nào của Đức Phật nói mà các vị này không nhớ. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Tức là tất cả vị thánh đệ tử của Đức Phật nào thì đều nhớ rõ lời thầy mình dạy hết. Rồi vượt qua cái cõi khác thì cái định phải sâu hơn để nhớ lời chư Phật ở các cõi khác giảng thuyết. Và có những khi ở trong cái định đó mà các vị đã nghe, đã hiểu tất cả bài pháp của chư Phật ở cái cõi khác rồi á, thì cái tuệ của mình nó cũng khai, nhưng mà để đem dạy lại cái cõi của mình đang ở thì khó lắm, rất là khó. Trong lịch sử thì chúng ta thấy chỉ có ngài Long Thọ thôi, chứ còn các vị tổ khác, các vị thánh khác không có lấy những cái bài kinh đó về để chuyển thành cái ngôn ngữ của người ở cõi của mình. Thì đó là một trong những cái mà nó hiếm hoi. Như bài kinh Quan Nghiêm là quá hiếm ở trong cái cõi người của mình rồi.
Nguyện cho tất cả chúng sanh làm pháp sư tu hành đạo vô tướng, tự trang nghiêm với những diệu tướng. Phải thật sự nhập trong cảnh giới vô tướng đó, thì chúng ta mới thấy cái vẻ đẹp kỳ dĩ ở trong cái cõi giới của Thánh. Đây gọi là dùng cái vô tướng trang nghiêm đó mà sự thật. Ở đây những cái đẹp đẹp này là của phàm, cái nhìn của phàm mình thôi, qua tới chư thiên mấy này nó không biết. Ba cái vàng bạc kim cương của mình thành rác, không biết cái này thành gì. Mấy cái đồ quý của mình nó trời ơi, mua mắc tiền chết rồi lên tới cõi trời hả, mấy ông coi cái này là rác. Mấy cái đồ rải rải dưới đi sợ dính chân dơ. Cho nên những cái đẹp cái cõi mình không có ra cái gì, trong đây dùng cái từ là trang nghiêm. Mà trang nghiêm thì nó phải dùng cái, không phải là giới đức, không phải là giới đâu nha. Đừng có dùng trang nghiêm giới đức, coi chừng nó cũng là ở cái tầng rất là thấp. Mà cái sự trang nghiêm ở trong cái tuệ giác á, cái đẹp ở trong cái trí tuệ đó đó, cái sáng, cái đẹp, cái rực rỡ, cái vi diệu ở trong đó thì người phàm như mình tưởng không có nổi. Ở đây dùng từ là nhập trong cái cảnh giới vô tướng rồi thì mới trang nghiêm các diệu tướng. Trang nghiêm các diệu tướng chứ không phải là cái tướng bình thường, những cái tướng vi diệu, nhiệm màu á, được trang nghiêm trong cảnh giới vô tướng. Mình dùng cái từ diệu tướng là quá, vượt quá những cái đẹp đẽ bình thường theo cái nghĩa của thế gian à. Nhưng mà ở trong cảnh giới vô tướng thì mới thấy được những điều này. Thành ra các vị thánh nào mà ở trong cảnh giới vô tướng rồi thì tam giới này không còn cái gì là đẹp. Còn gì để đừng nói cõi phàm. Cái cõi của mình là cõi phàm không có vàng. Những cái cõi mà đẹp đẽ, cõi trời vô sắc và cõi trời sắc giới á, là nó kinh khủng lắm. Cho nên trong kinh mà nhiều khi mình phải dạy mình khi mà nhập định rồi thì phải vượt, tức là không dừng lại ở các cõi á. Thì tới cảnh trời vô sắc nó đẹp lắm, tất cả mọi cái nó đẹp lắm. Ở đây không có nghĩa lý gì rồi, ở đây cõi phạm mình, cõi trời dục giới còn không có so được với cõi trời sắc giới. Những cảnh giới định ở nơi đó nó kinh khủng, và những cái đẹp kỳ dĩ của nó chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng nổi. Còn ở đây thì các vị thánh là dùng cái cảnh giới ở trong cảnh giới vô tướng mới trang nghiêm được cái diệu tướng. Ở trong đó mới thấy được cái cảnh giới vi diệu đẹp đẽ nhiệm màu ở trong đó. Chứ còn không phải cảnh giới đó thì không ai có thể tưởng ra được. Chỉ tới cảnh giới đó mới có thể hiểu được nổi thôi. Và ở trong cảnh giới đó thì nó phóng vô lượng quang minh và khéo vào tất cả các pháp. Tức là trong cảnh giới vô tướng đó đó. Thì dùng cái từ là phóng quang minh, tức là dùng cái trí tuệ, cái sáng suốt của cái sự giác ngộ đó để thâm nhập vào các pháp. Dùng cái nghĩa nó giống vậy, tức là giống như ánh sáng đây, cái chiếu một cái vật gì đó nó thấu suốt, nó không còn bị che tối chỗ nào. Thì mình tưởng tượng kiểu như vậy đó, giống như ban đêm chúng ta lấy đèn pin chúng ta soi thì nó sáng như vậy. Nhưng mà trên thực tế, ở trong cảnh giới đó mà nếu một người thâm nhập vào thì ở trong cảnh giới huệ đó thôi, tức là cái nhãn huệ như nãy mình nói, huệ nhãn đó, thì tự động tất cả mọi thứ đều được rực sáng như cái tuệ mà họ đang giác ngộ vậy đó. Cái huệ đó mới được gọi là huệ nhãn đó. Tất cả mọi thứ đều được chói sáng như cái sáng của trí tuệ giác ngộ của vị đó. Nó tự nhiên như vậy chứ không phải là ở đây gọi là phóng quang minh rồi khéo vào các pháp, không có gì, không có phóng quang minh này đâu. Quang minh nó tự rực rỡ chiếu sáng ở trong tất cả những cõi giới, cảnh giới mà các vị đã nhập trong cái định đủ sức để có thể bao trùm tới đâu, thì nơi đó quang minh chiếu sáng rực rỡ tất cả các pháp đều hiện như cái sáng của trí tuệ giác ngộ của vị đó. Được gọi là huệ nhãn, được gọi là huệ nhãn. Thì ở đây là vô ở cảnh giới vô tướng rồi là kinh khủng lắm rồi, đúng không? Thì ở nơi đó xuất hiện những cái diệu tướng và cái quang minh làm cho tất cả các pháp đều được chiếu sáng như diệu tướng quang minh như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm đại thân pháp sư thân lớn đầy khắp tất cả quốc độ, nổi mây pháp lớn, mưa những Phật pháp lớn. Thì bây giờ không phải là
Thứ nhất là không có rời cái thật pháp, không có rời cái cảnh giới giác ngộ, và không có sở hữu một tướng riêng ở trong cảnh giới vô tướng mênh mông vĩ đại đó, tức là cái thân thật. Thì ở trong cái thân đầy khắp tất cả các quốc độ, ví dụ như quốc độ trên cõi của mình đi, một cõi nước của mình, nhưng một cõi nước không phải là nước Việt Nam, là một cõi nước, là một cái cõi người của mình đó, được gọi là một cõi nước, gọi chung chung đều là một cõi nước. Thì cái hành tinh này được tính cái cõi nước của mình, là hết tất cả nhân loại của mình được xem như là một cõi nước, được gọi là một quốc độ, được gọi là một quốc độ. Thì qua một hành tinh khác có một chúng sanh ở cái cõi nước đó, được gọi là quốc độ thứ hai. Và cứ mỗi hành tinh có một cái cõi nước, có một chúng sanh sinh sống như vậy, thì hằng hà sẽ số hành tinh như vậy. Thì vậy là ở đây nguyện cho tất cả những pháp sư có thân lớn đầy khắp tất cả các quốc độ, quốc độ nào cũng thấy thân của các vị này hết, thân các vị này tràn ngập ở hư không và tất cả các quốc độ đó. Và cái sự tràn ngập đó nói pháp thì giống như là nổi mây lớn và mưa một trận pháp lớn cho tất cả chúng sanh, các loài các cõi đều nghe. Thì ở trong cái bài ví dụ của dự pháp liên quan thì Đức Phật cũng nói bài pháp của Đức Phật giống như trận mưa lớn. Thì cây lớn nó sẽ hấp thu nước cái kiểu của cây lớn, cây nhỏ nó hấp thu nước của cái kiểu cây nhỏ, và cây cỏ nó cũng sẽ hấp thu nước mưa đó theo cái khả năng của nó. Thì bài pháp Đức Phật nói không phải là dành cho một căn cơ mà rất là nhiều căn cơ. Mỗi người hiểu một cách, mỗi người hiểu một cách, tùy theo trình độ tu tập của mình mà hiểu một cách, thì gọi là cây lớn cây nhỏ. Thì ở đây dụng từ là nó đầy khắp quốc độ như một cái trận mưa pháp lớn. Thì khắp tất cả chúng sanh muôn loài đều được thấm nhuần mưa pháp đó, tùy theo cái trình độ và căn cơ của mình. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm hộ pháp tạng, hộ pháp tạng pháp sư dựng thắng tràng hộ trì Phật pháp, khiến biển chánh pháp không phiết giảm. Thì không chính thức thành pháp sư mà là hộ pháp tạng pháp sư. Người thuyết pháp, người hộ. Thì giống sao đây, mình tưởng tượng là trong mấy cái đại giới đàn của mình á, trước đại giới đàn có cái ông thầy công văn, ông vô ông dựng cái lưỡi ông tiêu trước cái đàn tràng vậy đó. Thì các vị hộ pháp tràng này dựng cái tràng khoan, bảo cái giống như là trang nghiêm cái đạo tràng như vậy. Thì vậy là ở trong không gian này sẽ dựng cái tràng khoan của vị pháp sư đó, hiểu không? Thì khi mà các vị thánh cũng ở các nơi, hoặc là các vị chư thiên ở các cõi đều thấy cái tràng khoan của vị hộ pháp tràng này dựng lên, thì biết là chuẩn bị cho một cái thời pháp của một vị pháp sư ở trong đó, thì người ta mới biết đi tới. Vì vậy là mình bây giờ chuẩn bị hát ở cái xã mình, thì cái gì là một là dán cái tờ thông báo, hai là xe nó đi nó rao vòng vậy đó, đêm nay là đó biểu diễn cái gì vậy đó, nó cũng giống vậy. Thì các vị hộ pháp tràng là sẽ dựng cái thắng tràng lên, và cái thắng tràng đó là hào quang rực rỡ chói sáng bao nhiêu cõi nước, thì bao nhiêu cõi nước nó sẽ thấy rằng ngày đó giờ đó có vị pháp sư đó giảng, là do cái ông này cũng uy tín, ổng dựng pháp tràng của ổng, là cái hào quang chiếu sáng ổng, bao nhiêu cõi nước sẽ nhận biết rằng ngày đó giờ đó có vị pháp sư đó giảng pháp ở nơi đó. Đó là cái vị hộ pháp tràng pháp sư là cũng kinh khủng rồi, uy tín đủ để có thể làm rực rỡ chói sáng bao nhiêu ngàn cõi nước, tùy theo cái lực. Vị đó nếu mà lớn thì hàng triệu, hàng tỷ cõi nước có thể là được hào quang nó chiếu sáng, và nhờ hào quang đó họ thấy rằng ngày đó giờ đó giống như bản thông báo là có vị pháp sư đã giảng ở cõi ta bà của mình vậy đó. Thì như vậy là đúng ngày giờ đó thì các vị ở các cõi đó, một là nhập định để hướng tâm về nghe, hay là bay tới cái chỗ vị pháp sư đó để nghe hai cái. Ba là vị pháp sư này biết được cái vị hộ pháp tràng này đã dựng cái pháp tràng lên chiếu tới bao nhiêu cõi nước, nhớ chưa? Thì vị pháp sư này mới dùng cái thần lực của mình nói một loại ngôn ngữ để thông hết tất cả các cõi nước đó. Có nghĩa là người hộ pháp tràng mà cái sức thần thông đủ để có thể dựng cái pháp tràng lên nó chiếu 1000 cõi nước,
thì vị pháp sư đó sẽ dùng cái thần lực thuyết giảng của mình, dùng một loại ngôn ngữ để đến 1.000 cõi nước đó nghe trong giờ phút giây đó. Nó có ba dạng học pháp, chúng ta mới thấy ba dạng. Một dạng thì ở nơi đó mình đã nhận được cái pháp tràng rồi, thì nhập trong định để có thể thông cõi quốc, tức là không còn khoảng cách nữa, nhập trong định để từ cái chỗ của mình, ví dụ cách cái chỗ của vị pháp sư là 1.000 năm ánh sáng đi, thì cái khoảng cách rất là xa, nếu mà đi phi cơ phản lực mình thì không biết là tới mấy ngàn năm sau mới tới. Đúng không? Thì liền cái đó nhập định. Và nhập định thì không còn khoảng cách của hai cõi nước, tất cả các cõi nước đều được thông đồng như nhau. Thì lúc đó là ông kia nói gì là mình nghe cái đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vận thần lực để tới cõi nước của ông thầy đó nghe. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba thì vị pháp sư đó sẽ dùng cái lực của mình đi tới tất cả các cõi nước, đều chuyển thành ngôn ngữ của tất cả các loài các cõi đó để cho chúng sanh cõi đó nghe. Đó là cái thứ ba. Thật ra học pháp ở trong cái pháp giới nó khác lắm, khác cái cõi mình. Khác cõi mình. Thì bây giờ ở cõi mình có một cái là gì? Bây giờ ở đây mà giảng trực tuyến thì những người bắt được cái sóng của chùa Long Hương thì ở đâu cũng có thể nghe, đúng không? Giống như là cái đầu tiên mà nhập định là thông đồng cõi nước rồi đó. Cõi nước nó được thông với nhau. Ở đây nói lời nào thì ở bên Mỹ họ bắt trúng cái đài chùa Long Hương giờ này thì họ nghe. Nó giống như vậy thì các vị mà ở cõi nước khác cũng vậy, khi mà dựng cái thắng tràng lên á, mà hào quang nó chiếu tới cái cõi của họ rồi thì họ biết ngày đó, giờ đó, phút giây đó, đây vị này thuyết pháp thì bên đó họ nhập định để họ nghe. Thì lúc mà nhập định thì vị này nói là rót vô tâm của họ, rót vô tâm của họ để họ nghe, họ nhận hiểu. Tại ra học Phật Pháp nó cũng có nhiều chuyện lạ lạ. Mà cái này nói chuyện giống như là cái gì ta? Nói chuyện thiên cơ. Nó không giống ai hết trơn, không biết có hay không nữa nha. Khó tin. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp nhật pháp sư, được biện tài của Phật khéo nói tất cả các pháp. Pháp nhật tức là cái pháp nó giống như là mặt trời chiếu sáng tất cả các cõi quốc vậy đó. Thì như vậy là như chư Phật nói thì như vậy là muốn cho cái vị pháp sư này đó có cái khả năng thuyết pháp giống như Đức Phật, tự tại giống như Đức Phật mà hồi sáng mình nói là tới cái pháp nhãn á. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm diệu âm phương tiện pháp sư, khéo diễn nói vô biên pháp tạng. Đó, cái này là cái mà mình nãy mình nói đó. Tức là những cái vị mà đủ sức để có thể sử dụng cái diệu âm, ví dụ như bây giờ mình nói ở đây đi nha. Mà khả năng của mình nói hết các cõi trời dục giới nghe, và một số cõi trời sắc giới nghe, một số cõi trời vô sắc giới nghe, hiểu chưa? Thì như vậy là trước khi lên pháp tòa thì vị này sẽ gọi là cái gì, mở cái tâm mình cho tới những cái chỗ mà mấy vị có thể nghe được, và dùng cái lực tâm mình tác động khởi niệm để cho các vị đó đúng ngày đó, giờ đó, phút giây đó là mình sẽ nói chuyện cho các vị đó nghe. Hiểu không? Phải thông báo bằng cái gì đó thì mình mới giống như dựng pháp tràng rồi đó. Gần giống như dựng pháp tràng thì phải thông báo. Thì bây giờ cái cõi trời đó đúng ngày đó, giờ đó họ sẽ yên ở một chỗ và hướng tâm tới cái vị pháp sư đó để nghe. Đó là cái thứ nhất. Hoặc là họ có khả năng nhập định, hoặc là họ có khả năng đi tới đây, đi tới cái chỗ vị pháp sư đang giảng. Chỉ vậy là họ sẽ tới và họ sẽ ở một cái vị trí của họ ở để đủ để có thể nghe. Hoặc là vị pháp sư này dùng cái diệu âm, đây là phải dùng cái diệu âm này, dùng cái diệu âm của mình đến một cái cõi trời, sử dụng ngôn ngữ cái loài trời đó để có thể các vị trong cõi trời đó có thể nghe được. Thì đây là dùng từ gọi là sử dụng cái diệu âm đó. Mà không phải một cõi đó mà nhiều cõi. Có những cõi nó thấp hơn loài người. Thì ví dụ như đang ở cõi người của mình nói chuyện như vậy để mình người của mình nghe và người của mình có thể hiểu. Nhưng mà xuống cái loài thấp hơn thì không phải là ngôn ngữ của loài người là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tâm thức của họ ở một cái tầng thấp hơn, cho nên người đó sẽ chuyển cái ngôn âm của mình ngang với cái tầng của cái chúng sanh ở cái loài thấp hơn. Nếu lên cõi trời, cá
cao hơn cái tầng tâm thức của loài người, thì họ sẽ sử dụng cái ngôn âm của họ ngang cái tầng trời, ngang cái tầng tâm thức của loài trời. Ví dụ các vị trời ở dục giới, các vị trời ở sắc giới, thì họ sẽ chuyển cái ngôn âm họ ngang cái tầng trời đó, để cho các vị cõi trời đó có thể nghe và hiểu được chánh pháp. Tùy loại, tùy tầng độ khác nhau, tùy tầng trí tuệ khác nhau, mà ngôn âm đó nó sẽ tương ưng với cái tầng tâm thức, để khai mở cho tất cả các tầng tâm thức của tất cả các loài, các cõi nghe trong một buổi nói pháp đó. Đó là một cái dạng, thành ra là sử dụng mà diệu âm để mà làm phương tiện khéo diễn nói vô biên pháp tạng. Vô biên pháp tạng không phải là vô biên cái bài pháp. Nếu bây giờ các vị pháp sư đủ sức để thông 1000 cõi, và 1000 cõi này một trình độ, 1000 tâm thức khác nhau, thì cũng trong một cái sát na đó nói một cái bài pháp đó thôi, thì tự động cái ngôn âm nó sẽ thay đổi thành 1000 cái tầng tâm thức của 1000 cõi đó, để cho 1000 chúng sanh ở 1000 cõi đó nghe tương ưng với cái trình độ tâm thức của mình để hiểu chánh pháp của Đức Phật. Mà tầng này là tầng rất là khó. Mấy vị mà thánh, mà phải dùng cái từ là thánh mà thuộc về thánh lớn các vị Bồ Tát lớn thì mới đủ sức này, còn thường thường là chưa. Các vị mà thánh quả A-la-hán một vài đời, năm mười đời, thì các vị chưa có dùng cái loại này nổi. Tức là ví dụ nha, các vị thánh A-la-hán thì muốn thuyết pháp một cái cõi nào đó, thì các vị sẽ nhập định, thấy không? Nhập định để có thể thấy được cái trình độ căn cơ của cái cõi đó, thì Ngài dùng toàn lực của mình thuyết pháp cho một cõi thôi. Chứ nhiều cõi các vị La Hán chưa làm được. Nhưng mà các vị Thánh Bồ Tát, Thánh Bồ Tát lớn thì có khả năng nhiều cõi. Và Đức Phật thì thôi, vô biên vô số cõi không thể tính lường được. Thật ra một bài pháp trong một cái sát na của Đức Phật thôi, thuyết hằng hà sa số các cõi là như vậy. Mà muốn được đạt được cái diệu âm này thì phải là những người chứng thánh rất là nhiều, gọi là nhiều đời chứng thánh đó, mới có khả năng đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm đáo bỉ ngạn pháp sư, dùng trí thần thông khai tạng chánh pháp. Khả năng mà đáo bỉ ngạn tức là sang bờ kia, tức là nói những cái pháp mà vượt thoát cái người nghe là ngộ, có thể ngộ liền. Tại cái này là rất là khó. Cõi mình thì điều đó hiếm, trong cái thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thuyết một thời pháp thì cũng có một số chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cũng trong thời pháp đó có khả năng chứng tới đó. Và gọi là cái gì, hiếm hoi có một vài vị chứng A La Hán. Đa phần là họ sử dụng những công phu tu tập. Khai thị thì ngay đời đầu tiên là chúng ta thấy là có vị A La Hán đầu tiên, đúng không? Ngài A Nhã Kiều Trần Như chứng A La Hán ngay bài pháp đầu. Ở trong kinh ít có nhắc vì rất là hiếm. Đa phần là Đức Phật khai thị riêng. Anh em mà gọi là đáo bỉ ngạn pháp sư là cỡ Đức Phật mới gọi là đáo bỉ ngạn, tức là ở bên cái bờ giác tuyệt đối, ở trong cái cảnh giới giác ngộ tuyệt đối, vượt thoát hết tất cả những lầm mê sanh tử luân hồi, gọi là đáo bỉ ngạn, tức là qua bờ bên kia. Mình dịch cái nghĩa theo cái kiểu qua bờ bên kia tức là qua bên bờ giác. Nhưng mà cái cách diễn tả bờ giác bờ mê này dễ bị hiểu lầm lắm. Mình có thể hiểu cái từ đáo bỉ ngạn tức là cái từ mà đã vượt thoát sinh tử, trí tuệ vượt thoát sinh tử lầm mê, chứ không có bờ mê và bờ giác nữa. Tuy nhiên là vị đó đủ trí tuệ vượt thoát của mình và dùng cái thần lực để khai cái pháp tạng, khai chánh pháp cho chúng sanh nào mà nghe được cái người mà nói chuyện để vượt thoát sinh tử và có thể hiểu cũng như thâm nhập, thì có thể chứng thánh quả liền. Tức là đó là những lời khai thị siêu xuất của những vị đáo bỉ ngạn pháp sư, là những người khai thị thuộc cái dạng mà đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Thì những người mà đủ sức để có thể ngộ liền ngay trong cái lời dạy đó thì gọi là đáo bỉ ngạn pháp sư. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm an trụ chánh pháp, pháp sư để diễn nói trí huệ rốt ráo của Như Lai. Cái này nó cũng giống lặp đi lặp lại giống như trước thôi. An trụ trong chánh pháp có nghĩa là thấu tột và thâm nhập ở trong cái chỗ mà trí tuệ giác ngộ toàn triệt đó, thì mới bắt đầu diễn thuyết. Đa phần những vị thánh cũng như các vị Bồ Tát gọi là cái gì, nói chuyện mà không động lưỡi,
nói chuyện mà không động lưỡi, cái kiểu kiểu nhà thiền nói chuyện mà không động lưỡi. Các vị chưa bao giờ động tới não bộ. Tôi nghĩ là sau này mình khoa học phát triển một tầng nữa, họ sẽ dùng cái máy để bên cạnh để họ đo được là cái sóng não của người đó hoạt động theo kiểu gì để ra cái sóng âm gì. Tức là ví dụ như bây giờ đặt vô mình thì họ bắt được cái tầng sóng, dao động sóng thức của mình, dao động sóng não của mình ở tầng đó, họ phóng đại lên nó sẽ ra một cái loại âm thanh đó, và họ có thể thu âm được trong suốt khoảng 5 phút, 10 phút. Tất cả những cái dao động sóng thức của mình là họ sẽ diễn dịch ra thành lời. Thì cái việc này đã làm rồi, việc này đã làm rồi, việc này khoa học cũng đã làm rồi. Nhưng rồi á, họ sẽ sử dụng máy ở một cái tầng cao hơn nữa, tầng cao hơn nữa. Thì để họ đo não bộ của một người đang nói, này tôi tưởng tượng thôi nha. Thì sẽ thấy rằng người nói chuyện họ sẽ không động não, hiểu không? Và người nói chuyện động não, hai cái sóng sẽ phát khác nhau trên máy liền. Hai người ngồi nói chuyện với nhau thôi, hoặc là cho hai người đó đều thuyết pháp giống như nhau, nhưng sẽ có một cái máy cùng một loại máy, nó phát hai cái loại sóng. Một cái loại sóng là ví dụ sóng dao động, dao động là nó lên giống như sóng này, còn cái này nó không dao động luôn, nó sẽ đi nghiêng. Giống như tim còn đập đó, thì cái sóng tim nó lên xuống đúng không? Đo tiện tim đồ, điện não đồ. Điện não đồ hoạt động thì nó còn lên xuống, còn nó không hoạt động nó đi vậy cái là chuẩn bị đưa vô quan tài. Thì chúng ta sẽ đo để có thể phát hiện được cái người nói chuyện không dao động não bộ. Thì chúng ta ngầm biết người đó là không còn xài cái đầu bình thường giống như cái người kia. Thì mình biết rằng người này nói pháp mà không sử dụng những cái dữ liệu của tâm thức. Còn nói pháp sử dụng dữ liệu tâm thức là một cái tầng khác hoàn toàn. Đương nhiên họ vẫn sử dụng ngôn ngữ của người phàm để có thể cho người phàm nghe, nhưng mà không xài trong dữ liệu của tâm thức, không lấy qua cái tầng tâm thức, cho nên không có tác động vào não bộ. Và không có tạo thành, tức là nó không tác động cho neuron não bộ hoạt động để nó phát sinh cái sóng não, phát sinh cái ngôn âm ngữ cú để thành lời nói. Đây là một cái chuyện hoàn toàn khác. Nó thì giờ là người nào mà có khả năng mà dùng Phật Pháp đó, họ an trụ trong chánh Pháp đó, dùng từ là an trụ trong chánh Pháp đó, thì họ ở trong cái cảnh giới tâm giác ngộ, chứ không phải là họ ở trong cái kiến thức hiểu biết chánh pháp. Hai cái này nó khác nhau à. Ở trong cái kiến thức thì họ sử dụng cái dữ liệu của ký ức. Đương nhiên là họ môi trong ký ức ra, là ý thức bắt đầu phân biệt rồi mới tạo thành cái ngôn ngữ lời nói. Đó là ý thức hoạt động. Còn đằng này là trụ trong chánh pháp, không phải là ở trong những cái dữ liệu của kiến thức, của ký ức, môi trong ký ức ra để nói chuyện thôi, trong cái chỗ nhớ của mình ra, trong bộ nhớ của mình lôi ra để mình nói, mà là người này đang trụ trong chánh pháp. Mình hiểu cái nghĩa trụ trong chánh pháp nó khác một chút nha. Chứ lâu nay mình nghĩ trụ trong chánh pháp là bây giờ mình hiểu chánh pháp rồi gì gì đó, rồi bằng cái kinh nghiệm sống đúng chánh pháp mình sẽ đem tất cả những kinh nghiệm đó ra mình nói, mình dạy, thì gọi là mình trụ trong chánh pháp để mình nói, nó không có lệch. Tức là ở trong chánh kiến ta phải thấy biết đúng đắn mà mình nói. Còn cái kia là không phải, trụ trong chánh pháp của kinh Quan Nghiêm hoàn toàn khác. Nói vòng vòng để mình thấy rằng ở cái tầng mà nó không phải là tâm thức, và tác động vào tâm thức để tác động vào cái não bộ theo một cái tầng khác, và nó sẽ rung động, nó phát sóng, mà không phải là cái rung động từ ở trong ký ức của A lại do thức được lấy ra từ mặt đa thức, lấy trong A lại do thức rồi mới qua cái ý thức sàng lọc rồi mới tác động vào neuron não bộ mới ra cái lời nói trong ngôn ngữ, là nó là một cái tầng khác hoàn toàn, khác biệt tuyệt đối. Cho nên chúng ta thấy cái từ mà trụ trong chánh pháp của kinh Quan Nghiêm là tuyệt đối, không phải ở bản tâm thanh tịnh trực tiếp điều khiển tâm thức, là một tầng hoàn toàn khác. Và điều khiển cái thanh âm để phát ra ngôn ngữ khác hoàn toàn, không có lệ thuộc, không có lệ thuộc ký ức, thì lúc đó mới được gọi là trụ trong chánh pháp.
Không biết có thông cảm nổi cái này không? Nó khác dữ lắm, nó khác tuyệt đối luôn. Khác tuyệt đối. Thì mình bây giờ mình học đúng Phật Pháp, được rồi, là mình học đúng chánh Pháp rồi, rồi mình có tu tập, rồi mình có kinh nghiệm. Bây giờ mình muốn nói chánh Pháp là mình nương vào cái kinh nghiệm của mình, tức là cái kinh nghiệm do công phu tu tập là nó trở thành, nó quân tập thành chủng tử, nó thành cái ký ức. Bây giờ muốn nói là mình nhớ lại cái chuyện để môi trong ký ức mình ra để bắt đầu nó, mà không phải môi một cách bình thường trong cái A Lại Gia Thức, nó được mặt na thức lôi đầu ra, mà lôi đầu ra một đống xà nụi như vậy thì gọi là cái ý thức nó cũng sàng lọc, nó chắc gọt cho nó vừa thành một câu, một lời, một chữ để mình truyền cho người khác nghe, người khác hiểu. Thì đó là làm việc thuận chiều của thế gian. Thuận chiều thế gian. Còn cái này là trụ trong chánh pháp để mà nói, tức là ở trong cảnh giới trí tuệ giác ngộ hoàn toàn, không thông qua ký ức, không có dùng ký ức, không có dùng cái kinh nghiệm đã trải qua để mà nói, hoàn toàn không có cái đó. Cho nên ý thức nó không có kịp hoạt động luôn. Thông qua gọi là gì? Ký ức thông qua ý thức luôn. Ý thức không hoạt động luôn nữa, mà tác động vào não bộ để điều khiển não bộ phát ra cái sóng não để điều khiển cái thanh âm thành ngôn ngữ, là một tầng hoàn toàn khác. Cái này thì khó có thể giải thích. Nhưng mà mình nói khác ở hai chiều đó, rõ ràng là khác ở hai chiều hoàn toàn. Một chiều sử dụng ký ức, dữ liệu cũ qua kinh nghiệm, qua học hiểu để mà nói. Một tầng hoàn toàn không có dữ liệu luôn. Không có dữ liệu. Ví dụ như giảng kinh này thì theo mỗi một lời kinh, một chữ kinh, trước đây không có hiểu gì, không có từng đọc trước, không có đọc trước. Và không, về khi đọc cái đó thì cũng không phải đưa cái ngôn ngữ đó để mình hiểu cái lời nói đó. Nó cũng không phải như vậy nữa. Mà là thông qua ngôn ngữ đó thì mình thông với cái người, cái ý của người muốn nói. Nghe chưa? Cái người muốn nói là người xưa, là gần như là câu thông được với cái tuệ của cái người mà viết thành cái ngôn ngữ này nè. Đó, thì vậy là cái tuệ của người đó trong lúc đó họ muốn nói cái ý đó, nhưng mà họ sử dụng cái loại ngôn âm này. Thì vậy là khi đọc cái đó là tương ưng với cái cảnh giới trí tuệ của người đó để sử dụng cái điều người kia muốn nói diễn dịch lại cho cái người này nghe, mà không phải là cái nghĩa của cái ngữ này. Nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên là gọi là trụ trong chánh pháp để mà thuyết pháp thì là một cái chuyện là tuyệt đối nó khó rồi. Ra nói mà an trụ trong chánh pháp để mà diễn nói trí tuệ rốt ráo của chư Như Lai á, thì nếu mà dùng ký ức thì hoàn toàn nó là tâm của phàm phu, không bao giờ nhập nổi cảnh giới chư Như Lai mà nói. Mặc dầu là thuật lại lời nói của Đức Phật trùng với tất cả những cái điều Đức Phật nói, nhưng mà bằng cái tâm phàm phu để nhớ và sử dụng cái ngôn ngữ đó khác nhau lắm, khác nhau hoàn toàn. Tại vì sao? Tại vì còn trong cái ký ức là còn trong cái che mờ của ngã chấp. Dù có nói đúng lời nói của Như Lai là không đủ phát ra cái gọi là ánh sáng giác ngộ. Các loài các cõi họ thấy bị bích lấp, quý vị tin không? Cũng một câu đó thôi nha. Bây giờ nói pháp mình nói là nó còn nhiều chuyện lắm, mà nói riết nó trở thành cái huyền thoại gì đâu, nó kỳ cục. Nhưng mà đây để nói quý vị thấy rồi nha. Một thầy cũng nói một câu này, một ông thầy ngồi bên kia nói câu kia. Nhưng mà các loài các cõi nó sẽ thấy rằng cái này nó phóng ra một cái loại khối mù. Mặc dù nói rất là đúng cái lời nói ông kia, không khác nhau cái chữ nào, nhưng mà nó được phủ bởi cái khối mù của tâm thức. Nó được bao bọc bởi cái nghiệp tập của người này. Thấy ghê chưa? Nhiều cái nó để nó trở thành một cái sự bích lấp mà không đi lưu thông được với các loài tâm thức khác. Một người này cũng nói đúng cái câu đó, nhưng mà nó rực sáng và nó chiếu ngời bởi cái ánh sáng của cái trí tuệ giác ngộ của người kia. Thì vậy là nó bùng vỡ và nó câu thông cũng như nó xuyên suốt tới các loài các cõi khác nữa. Nhưng này hơi bị khó đúng không? Hơi khó rồi đó. Nhưng mà sự thật là như vậy đó. Cho nên á, những người mà có công phu tu tập, nó khác với những người học thức để nói, hai cái nó khác nhau. Chừng đó thôi đã khác rồi. Để thể hiện cái nội lực của người đó nói chuyện khác nhau rồi. Nhưng mà cái sáng và cái tối của câu nói đó, để tất cả các loại chư thiên chắc chắn là không nghe cái thằng cha học thức nói, quý vị tin không? Không nghe, nó tầm phào lắm. Nó cũng nói hay dễ sợ, người ta vỗ tay rần rần, mà chư thiên không bao giờ nghe, tin không?
không có nghe được. Chư Thiên không nghe ngôn ngữ của mình, mà Chư Thiên nghe qua cái ánh sáng chiếu sáng của mình. Thì vậy là trí tuệ giác ngộ anh chiếu sáng ở mức độ nào cao hơn tôi thì tôi sẽ ngưỡng mặt lên để tôi học. Mà ánh sáng anh tối hù thì ở dưới chơi đi, tôi không có rảnh để mà nghe, không có nghe. Cho nên nhiều khi thuyết pháp có mấy chục ngàn người nhưng mà người ta thấy tối hù, các loại các cõi không học được. Đây là cái chuyện mà nó thuộc về cái dạng mà nó ngoài cái vật chất rồi, nói giống như là cái gì đó, nó khoét nói gì á. Nhưng mà đụng tới mấy cái này mình nói được, tại vì Kinh Quang Nghiêm nói là mình để giải thích để cho bà con thấy rõ ràng là nó có một cái gì rất khác giữa người nói chuyện bằng tâm thức và người nói chuyện bằng trí tuệ. À, sau này sẽ làm một cái bài thi là hãy diễn tả cái thuyết pháp của một bậc giác ngộ và người không giác ngộ như thế nào. Hả? Làm bài đó đi. Đó như hồi nãy từ đầu mình nói, ví dụ như là cái người mà họ chứng thánh quả rồi á, thì cái khả năng của họ thông bao nhiêu cõi, hiểu chưa? Họ thông bao nhiêu cõi thì họ chuẩn bị thuyết pháp là họ sẽ dũng chuẩn bị giống như là ví dụ như 3 giờ mình quýnh hồi cản mình thức nghĩa, đúng không? Thì cái cõi đó họ sẽ sử dụng bằng một cái loại thông báo nào để cho chúng dân ở cái cõi đó biết là giờ đó vị này thuyết pháp. Thì tâm lực của người này đủ để đến tất cả các cõi đó rồi, tất cả các cõi đó đã nhận được cái tâm lực của người này hướng về họ để chuẩn bị dạy dỗ họ, và họ bắt đầu hướng tâm về người này để họ học. Bằng cách là họ sẽ sử dụng diệu âm để tới các cõi, và tất cả chúng sanh ở tại cõi mình để mà được nghe cái âm thanh của người này nói in như là cái ngôn ngữ của chính họ nói trực tiếp với họ, nghe trực tiếp nghe từng người. Ở cõi khác không có nghe vụ phóng loa này đâu, nghe từng người. Và mỗi một người á, mất cười cái là mỗi một người họ tưởng tượng là người đó chỉ nói chuyện trực tiếp với họ thôi. Ở đây thì một cái loa cái mình nghe 500-700 người là nghe, mình gọi là nghe chung, đúng không? Gọi là nghe chung. Nhưng các loài khác nghe khác với loài mình. Khi mà họ được nghe Đức Phật thuyết thì họ y như là ngồi đối diện trực tiếp để nghe Đức Phật nói chuyện cho riêng mình thôi. Và rõ ràng Đức Phật cũng nói riêng cho người đó thôi, tại vì mỗi một cái căn nghiệp khác nhau, Đức Phật sẽ sử dụng một cái ngôn âm, một cái truyền thông cho đúng người đó nghe, chứ người kế bên nghe không được. Người kế bên Đức Phật sẽ dạy cái loại khác. Và bao nhiêu chúng sanh trong tất cả cõi nước mà Đức Phật đều dạy riêng như vậy hết luôn, khi mà Đức Phật hướng tâm để giảng dạy. Thì đây là một cái điều học pháp rất là đặc biệt. Nó giống như sau này mình nói mình có pháp hội thiền á, thì cái người nào mà đứng lên mà có cái thắc mắc thưa hỏi thì cái vị đó chỉ biết hỏi người kế bên nghe hiểu chơi cho vui, không dính tới người thứ hai. Và chỉ có thắc mắc thật thì mới được cái sự khai thị thật, mới có sự chuyển hóa thật. Pháp hội thiền sau này nó sẽ là như vậy đó. Đứng lên hỏi cái chuyện của mình có cái thao thức đó, hoặc là mình đang công phu mình bế tắc như vậy, tầng tâm mình như vậy, thì vị đó thấy đúng tâm mình sẽ gõ đúng cái tầng của mình, xong là thôi, người kế bên cạnh nghe chơi cho vui thôi, bất quá vỗ tay ăn mừng giùm người kia chứ còn không biết gì hết. Không biết gì hết. Đó là pháp hội có thiền. Còn này là lớp học chung à, thì mình nghe cái nghĩa chung. Nhưng mà đặc biệt khi mà các vị mà bắt đầu nói chuyện cho các loài các cõi nghe thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác. Riêng, mặc dù nói một ngôn ngữ thôi, nhưng mà hàng tỷ chúng sanh trong cõi đó thì 1 tỷ người đều thấy rằng vị này trực tiếp nói cho họ. Họ không có cảm giác là nói cho cả đại chúng nghe. Như giờ mình ngồi ở đây mình cảm giác là cả đại chúng đều nghe một lời một chữ, đúng không? Nhưng mà trong cõi kia là không có chuyện này, không có chuyện này, tuyệt đối không có chuyện này. Đi học Phật Pháp mình ngồi trong chúng hội nhưng mà Phật nói cho mình nghe, Bồ Tát nói cho mình nghe. Và Bồ Tát sẽ dạy người kia kiểu khác, mình cũng thừa hiểu là Bồ Tát sẽ dạy người kia cái kiểu khác. Và bây giờ mình trực tiếp mình nghe cái kiểu khác, mình được nghe trực tiếp và chỉ có mình và người đó trao đổi để có thể học hỏi chánh pháp thôi. Đó là một điều rất là khác biệt khi mà các cõi, các loài khác nghe được cái đạo lý của Đức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm liễu đạt
chư pháp, pháp sư hay nói vô lượng vô tận công đức, liễu đạt chư pháp, thấu hiểu tất cả các pháp, để có trí tuệ. Như sáng mình nói là có huệ nhãn, có pháp nhãn, tức là thấu suốt đến sự thật của vạn pháp. Mà một pháp sư mà thấu suốt sự thật của vạn pháp để có thể nói được vô tận cái công đức, mà thực sự nói về công đức của mình nó khác đúng không? Rồi là công đức của các vị chư thiên nó khác, rồi công đức của các vị thánh nó khác, công đức Bồ Tát và công đức Phật khác nhau hoàn toàn. Mà đủ sức để có thể thấu suốt vô lượng công đức đó để diễn bày cho chúng sanh nghe thì nói không biết tới cái kiếp nào cho hết. Nó dùng cái từ nghe không biết nói tới kiếp nào cho hết. Tại vì bây giờ rồi ha. Ví dụ như ngồi đây mà trở lại với một người thuyết pháp bằng học hiểu nói nè. Thì cái người học hiểu nói có thể là có pháp hội 1.000 người. Thì cái người đó có thể truyền đạt để cho cái 1.000 người đó hiểu thôi. Chỉ chừng đó hết, chấm hết. Nhưng công đức của một cái vị thánh nói thì lúc đó sẽ có một cái cõi thứ hai nghe. Cũng có thời gian đó ngồi nói tại chỗ đó mà cõi thứ hai nghe. Đương nhiên cõi người mình vẫn nghe, nhưng mà cõi người này được vị này dùng cái lực bằng cái công phu tu tập của mình để tác động vào cái tâm thức của tất cả những người nghe. Qua ngôn ngữ là một chuyện khác, nhưng mà lực để tác động là một chuyện thứ hai. Cho nên nó thường đó là chúng ta nghe trực tiếp nó khác nghìn trùng với cái nghe lại qua máy móc. Tại vì cái lực của máy móc nó không còn trực tiếp nữa, mà là lực gián tiếp rồi. Nó chỉ là cái cách diễn tả ngôn ngữ thôi, còn lực trực tiếp nó là một chuyện khác hoàn toàn. Thì như vậy là một vị mà có được cái lực đó đó, do công phu tu tập đó, thì cái lực tác động của cái cõi, của cái cõi người họ đang nói hoặc là một cái cõi khác họ đang nói, thì tất cả những cái người nghe, những cái cõi khác đang nghe họ, họ rõ ràng là có khi họ bị chấn động, họ bị chuyển hóa, họ bị một cái gì đó nó khác. Ví dụ như là lúc đó họ đang giải đãi, họ lơ lửng gì đó, nhưng mà lực tác động của người này làm cho họ tỉnh ra và họ thay đổi cái thấy nhìn ngay tại chỗ. Ngay khi nghe họ có thể thay đổi cái thấy nhìn của mình, thay đổi cái sự hiểu biết của mình, hoặc là bị chấn động hoặc là cái gì đó, thì cái đó là cái lực của cái vị pháp sư đó. Pháp sư có lực nó là một chuyện khác, và giảng pháp nó là một chuyện khác. Nói pháp là giảng sư hay là giảng viên nó là một chuyện hoàn toàn khác. Giảng viên và giảng sư nói để cho người ta có thể ghi nhớ, học thuộc lòng. Còn cái việc chuyển hóa là không bao giờ có. Nhưng mà tới vị pháp sư là bắt đầu có lực, có nội lực rồi. Vị thầy của pháp là bắt đầu thấu hiểu tất cả các pháp. Và khi thấu hiểu chân giá trị của tất cả các pháp, họ có một cái lực khác hoàn toàn khi họ nói pháp. Thì ở đây là Ngài muốn cho tất cả các cái vị pháp sư phải có cái sự liễu đạt tất cả các pháp để thuyết pháp, đạt tới cái công đức. Công đức mà thuyết pháp á, giảng để cho người ta hiểu, người ta nương theo, người ta tu, đó là cái dạng phước đức thôi. Mà nói pháp để có thể thay đổi cuộc sống của họ, nó thuộc cái dạng công đức, hoặc là có thể thay từ phàm thành thánh, qua lời đó họ có thể ngộ luôn, thì đó được gọi, mới được gọi là công đức. Thật ra thuyết pháp để cho người ta hiểu thì nó là một tầng khác phước đức, và rất là nhỏ, không có đủ lực, không có đủ lớn, không có được gọi là công đức. Mà công đức vô lượng vô biên của một vị mà pháp sư là một cái chuyện hoàn toàn khác. Nói chuyện bằng trí tuệ, bằng công phu, bằng sự thấu hiểu, công phu cũng chưa đủ mà sự thấu tột tất cả các pháp, tức là bằng trí tuệ thấu suốt tất cả các pháp mà nói, thì nó là một cái lực hoàn toàn khác đó. Nguyện tất cả chúng sanh là pháp sư không phỉnh dối thế gian, hay dùng phương tiện làm cho mọi người vào thiệt tế. Pháp sư mà phỉnh dối thì thôi, không có bạn. Ra không biết sao mà ở đây dùng từ không phỉnh dối thế gian, tức là thường là các vị pháp sư đều là những người thấy như thật tất cả các pháp rồi, tức là thấy chân lý rồi. Và họ nói cái kiểu gì cũng là chân lý, họ không bao giờ rời chân lý để nói, và không bao giờ nói quá với cái công phu của mình, và không bao giờ nói sai chánh pháp, không có bao giờ nói chuyện sai chánh pháp để gọi là người ta khen mình nói hay hay cái gì đó, không phải như vậy. Các vị pháp sư không có cái điều này.
Khi pháp sư lên tòa vì mục đích khai mở trí tuệ cho thính chúng, ngoài ra không có chuyện thứ hai. Có chuyện thứ hai là coi chừng đó, không phải là pháp sư mà là cái gì á là nói pháp vì cái gì á, vì mưu cầu cái gì đó thì nó là khác. Còn vì khai mở trí tuệ cho chúng sanh giác ngộ Phật đạo, nó là một chuyện hoàn toàn khác. Ở ra đây không phải là phỉnh dối, mà ở đây mình có thể dùng cái từ là gì, vì pháp sư không nói lệch với chánh pháp á, không có lệch. Nay từ phỉnh dối nó nghe nó thấp lắm, là nói chuyện thế gian mới cái chuyện dối trá này. Còn pháp sư lên tòa phỉnh dối là chuyện tuyệt đối là không bao giờ có. Tại vì á, quý vị biết khi mà nói pháp trước cái hội chúng thì xem như họ chịu trách nhiệm với hội chúng họ đang nói. Họ chịu trách nhiệm một cách tuyệt đối về cái kiến giải, kiến thức truyền tao của mình. Nếu như mình nói sai, một người nhận hiểu sai, thì cái trách nhiệm lệch lạc hằng hà xa số kiếp họ về sau là mình phải chịu trách nhiệm à. Mình làm họ gọi là cái gì? Uống công bẻ dạy kiến thức của họ lệch với chánh pháp không? Mà người nào mà nói đúng chánh pháp thì sẽ chấn chỉnh lại cái thấy biết sai lầm của người nghe. Thay vì họ đã lệch lạc hàng ngàn kiếp rồi, bây giờ họ nghe rồi họ được thấy nhìn đúng chánh pháp trở lại, thì một người thôi đã thấy công đức kinh khủng rồi. Nói về công đức, phước đức đó. Sai thì quả cũng không lường, mà đúng thì phước báo cũng không lường. Những cái gì bề mặt nó lớn cỡ nào thì bề trái nó sẽ rộng chừng đó. Nó thành ra mà đủ cái sức, đủ cái lực để có thể mà truyền bá được chánh pháp cho người nghe vào cái cảnh giới Phật đạo, rồi cảnh giới thực tế, thì nó là một phần của trí tuệ giác ngộ và tâm nguyện nữa, phước lực nữa, cộng nhiều cái. Ví dụ như có một người nghe, nghe qua thôi, không hiểu gì đâu. Ví dụ chúng hội chúng ta ngồi đây nghe, không mấy người hiểu gì hết. Nhưng đến hồi chúng ta sẽ nghe một cái vị giảng sư khác thuyết về những cảnh giới này, hoặc là nói chuyện về cảnh giới tu chứng, thì tới lúc đó mình mới thấy mình là ai, chứ bây giờ mình chưa thấy đâu. Hay vậy đó. Không bao giờ lọt lỗ tai nếu mà chúng ta cảm giác nó có một sự lệch lạc. Thứ nhất là vị đó học để nói thì lực không có đủ để tác động vô mình. Thứ hai, không có kinh nghiệm tu tập cũng không đủ sức tác động. Thứ ba là năng lực thấu suốt pháp họ không đủ lực. Ví dụ sự bắt pháp mà nghe thì quý vị sẽ nhận ra được cái điều này. Rõ ràng là lực không có, lực không có, lực không có. Vì cái lực của cái người mà thấy đúng, biết đúng, nó là một cái nội lực tiềm tàng ẩn chứa trong cái ngôn ngữ lời nói của người đó, và kèm theo cái tình thương, kèm theo nhiều cái, chứ không phải là chuyện nói là nói đâu. Không phải chuyện nói là nói. Mình nhiều khi mình hiểu là nghe bài pháp mình, ôi tôi cũng nghe ông thầy đó giảng rồi. Hỏi nghe, nghe cái gì? Nghe cái gì? Không phải khẳng định là nghe cái gì. Thì ông thầy đó nói hay, tôi nói hay là hay cái gì? Chứ mình nghe nó có một cái sự tác động nào mình có hiểu không? Ví dụ như mình đang thậm chí là nói pháp theo cái kiểu nó không liên quan gì tới thiền định hết á, hiểu không? Đang nói pháp này là không liên quan tới thiền định. Thì bây giờ mình thử một bữa nào đó mình ngồi thiền đi, mình bắt bài pháp lên, đương nhiên là bài pháp không có dính gì tới công phu mà đang tu, mà tự động mình nghe yên, thì chúng ta mới đo được cái lực lời nói này nó xuất phát từ cái cảnh giới thanh tịnh tâm mà nói ra. Mặc dù không phải là thiền định, câu nói đó không phải dính dáng gì cái chỗ mà đang tu hết á, nhưng mà tự nhiên bữa đó mình hồi bất an quá, cái tự nhiên mình bắt pháp mình nghe, cái tự nhiên mình nghe mình an, mà rõ ràng là mình nghe, thậm chí mình còn không hiểu lời pháp đó là cái gì luôn á, mà mình cảm giác rất là yên. Thì cái lực của tâm của cái người nói đó, họ xuất phát từ cái cảnh giới yên tịnh, cảnh giới thanh tịnh, hoặc là định lực để họ nói, mặc dù là lời nói nó không có dính gì cái của mình đang có, nhưng mà tâm của mình lại yên. Nó khác, nó khác kinh khủng lắm, không có đơn giản đâu. Thế nhiều khi mình nghe giảng pháp và rõ ràng là nhiều khi mình nghe vị này rồi, cái mà giảng thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng mình nghe vị khác nghe nó hơi bị lạc lạc sao á, phải niêm muối niêm mắm. Nó vậy đó, mà vị đó lại rất là nổi tiếng và nhiều người nghe. Nếu mình mà nhưng mà mình nghe mình cảm giác mình nghe không vô.
Lý do là ở cái tầng tâm của họ nó tương ưng với những người mà họ, đương nhiên là mỗi một người nó có tương ưng cái tầng tâm để có thể thu hút. Nhưng mà đã đi vào con đường tâm linh và hướng tới cái định lực, hướng tới cái trí tuệ giác ngộ, thì tự động chúng ta sẽ khế ứng với những cái gì liên quan tới định lực và trí tuệ giác ngộ, chứ chúng ta không có liên quan tới những cái điều khác được. Đó là cái việc riêng của từng người. Còn những người kiếm kiến thức thì chúng ta sẽ thấy vô vị khi mà chúng ta nghe những cái bài pháp nó chuyên môn, chuyên sâu theo cái kiểu của kinh điển này, thì chúng ta cảm giác nó có cái gì nó rất là khô. Thật ra là không có dối, không có dối là gì? Ngôn hành hợp nhất. Tức là ngôn ngữ và chỗ sống của họ không phải là hai. Thì quý vị sẽ nghe người đó nói pháp khác, còn học để hiểu mà chưa tu, gọi là ngôn hành không hợp nhất. Chúng ta thấy rõ đúng không? Thì cái đó được ship vào cái dạng mà phỉnh chối thế gian. Phỉnh chối. Thế mình nói cái lời của người giác ngộ mà mình chưa có tu. Ngôn hành không hợp nhất. Đó, thành ra nếu mình phải giải nghĩa cái chữ mà gọi là pháp sư không phỉnh chối là mình có thể nói theo cái kiểu này được rồi. Học hiểu để mà nói là kiến thức. Và mình học quá trời luôn, mình thuộc quá trời, mình có thể sổ một cái rẹt từ sáng tới chiều tối toàn là những cái kiến thức mình đã từng học. Nhưng mà cái người này nói rất là ít, nói khô khan, nói không có cái gì hết trơn, nhưng mà họ biết, họ thấy và họ đã sống được, cho nên họ nói bằng cái lời nói, bằng cái sức sống của họ. Thì cái đó gọi là không dối thế gian. Và chính cái điều này là điều Đức Phật nhắc nhở. Và Đức Phật nói là các ngươi nên biết rằng ta nói những điều ta đã sống được. Và người nào mà nói được những điều mình đã sống được thì người đó được gọi là pháp sư không dối thế gian, ngôn hành hợp nhất. Chứ còn nói ra mà mình còn không biết đó là cái gì, tại vì lỡ mình học cho nên mình nói. Thì đó là một cái dạng khác, nó được gọi là dối thế gian. Và chính vì vậy mà sử dụng cái phương tiện làm cho mọi người thấy được cái sự thật. Không phải là những người đạt đạo không có khả năng làm cho người ta ngộ đạo. Này phải nói thật, không có khả năng đó. Chỉ nói để cho người ta có kiến thức thôi. Tại vì mình đang nói ở cái bề ngoài của tâm thức, chưa có đi sâu vào. Tức là mình nói ở cái tầng gọi là hoạt động não bộ. Hoặc là nó bộ là cái tầng thấp để tạo ra cái ngôn ngữ của mình. Rồi là mới đi tới cái tầng của ý thức. Rồi tới mạng na thức, rồi tới ký ức, rồi cái gì a lại gia thức. Tức là cái vùng trời của ký ức, vùng trời của tâm thức. Và vượt qua vùng trời tâm thức tới người dụng của tâm, vượt qua dụng tâm tới bản thể tâm, vượt qua bản thể tâm tới cảnh giới giác ngộ của trí tuệ. Thì nó nhiều tầng, nhiều lớp lắm. Mà mình đang ở cái tầng của não bộ tốt như này thì mình nói chỉ cho những người hoạt động não bộ nghe và hiểu thôi. Chứ còn mà để cho thâm nhập thực tế thì rất là khó, không bao giờ có khả năng đó. Nguyện như tất cả chúng sanh làm pháp sư phá các chúng ma, hay khéo rõ biết tất cả các nghiệp ma. Đây là một trong những cái tầng trí tuệ khác nữa. Có những cái người bình thường như mình thì mình không có tu, mình không thấy cái lực tác động của ai, tác động vào tâm thức của người nào để làm cho người đó thành cái gì, thì mình thực sự cái này nó phải là một cái gì khác ấy. Cái gì khác. Những người đi vào định bị lệch thiền, mình nhìn người đó mình sẽ biết họ lệch bằng kiểu gì và phải phá họ bằng cái gì. Tới cái lúc đó cái trí họ mờ rồi, không có giải thích được đâu, không giải thích được phải dùng cái lực gì của mình để gọi là ngăn chặn ở nơi tâm thức của họ không đi sâu vào cái ảo tưởng, ảo giác gì đó, là phải lực của tâm chứ không có nói, không có giải thích, nó không có nghe. Nó không có nghe. Và phải làm cái gì đó với họ một cái, hai cái rồi bắt đầu họ tỉnh. Thì họ tỉnh sau này á, giải thích họ sẽ hiểu rằng lúc đó họ lạc cảnh giới nào. Chứ lúc lạc cảnh giới đó nói họ còn không biết nữa. Mà họ không có tỉnh đâu nghe. Thì đó là những cảnh giới đó được xem là những cảnh giới ma. Tức là chúng ta đi vào định mà không phải chánh kiến của Phật Đạo, không phải bằng cái trí tuệ, bằng chánh kiến, bằng cái chánh định á, thì được xem là những cảnh giới ma, bị lực tác động. Và nó dẫn dắt, nó làm chủ đời sống. Mình thấy rõ ràng những người bị lệch thiền là họ bị làm chủ bởi một cái lực gì đó. Và họ không bao giờ họ cưỡng lại được.
Thậm chí là không cho ăn cảm thấy ngon hơn, rồi họ không ăn nhiều ngày cái họ kiệt sức và họ cảm giác nó ngon hơn. Kiểu đấy. Mình gặp số người mình thấy rất là rõ, và họ lệch cái kiểu đó. Và lệch cái đó phải dùng cái lực gì mới được, chứ còn không không cứu được. Có những người mình thấy lệnh thiền nếu mà không gặp mình là không ai cứu được, không thể nào cứu được. Tại vì họ không thấy sâu ở trần tâm của họ, ông này đang đứng ở đâu và họ bị cái gì. Nhìn sâu vô tâm mình mới thấy là họ đang ở đâu và họ bị cái gì, và dùng cái lực gì để cứu thoát, lôi họ trở lại, xây chiều chuyển hướng ở nơi tâm của họ, để họ sẽ nhìn khác hơn, là mọi chuyện nó sẽ khác. Và không cần phải trị gì hết, không cần phải phải dùng thuốc thần kinh gì hết. Mà cái chuyện này tôi gặp nhiều, gặp nhiều. Mà thương là họ quyết tu. Thật sự thì tôi rất là ít khi muốn đụng tới trực tiếp với bất kỳ ai. Những cái gì mà tôi hướng dẫn bắt người khác làm được là làm, trừ trường hợp tôi thấy quá, tôi làm cái gì đó thì tôi chặn được bằng cái lực của mình thì mình giữ được. Còn ở lại là họ phải dùng cái lực tu để họ chuyển nghiệp thì nó sẽ tốt hơn là mình sẽ làm cái gì đó để ngăn trở cái nghiệp báo của họ, thì nó sẽ bị đụng chạm tới nhân quả trực tiếp. Thì nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện bên sau mình không muốn nói. Thật ra là cái gì mà thấy quá rồi không thể nào mà để cho họ làm, và họ khả năng họ không còn phấn đấu được, thì bắt buộc mình phải dùng cái khác, dùng cái lực của tâm thực sự để có thể giữ họ hoặc chuyển họ. Và trị cái đó thì cực lắm, mất nội lực, mất, phải dùng cái từ là mất thần công lực. Chứ nội lực là nó không đánh đổi nữa. Cho nên là để mà thấy được các loại ma và tất cả những cái nghiệp ma, khéo rõ biết tất cả những nghiệp ma để có thể chuyển hóa cho mọi người quay trở lại với chánh pháp, là nói thật với quý vị là hiếm hoi trong cuộc đời lắm. Chúng ta mới có thể vừa lệch đường, có một người ngăn chặn để có thể giúp mình quay lại. Không phải dễ đâu, mà nhất là đi vào công phu thiền định. Trời ơi, bây giờ nhiều cái vườn thiền, nhiều cái chỗ dạy tu quá, mà tôi thấy tu xong rồi thiệt á, lên mây ở, không ai đi dưới đất hết trơn. Thì người nào mà thật sự có duyên như mình, nói chứ muốn giúp thì cũng phải có duyên. Và họ có duyên thì mình giúp ngọt ngào lắm, không có duyên thì giúp hơi bị cực. Đó thì mình thấy muốn chuyển tâm, muốn chuyển cái nhân quả người đó là phải quán sát rất là nhiều. Và nhất là quán sát nhân quả của họ. Và nhân duyên với mình, nó có hai cái, vừa nhân quả vừa nhân duyên. Thì mình sẽ cứu thoát khỏi nghiệp ma một cách rất là nhẹ nhàng, như là chuyện đùa, như chuyện đùa. Còn mà không có duyên mà dụng lực để mà ấy thì nó cực thôi, cũng mất công nhưng mà vẫn có thể cứu được. Thật ra là muốn thành pháp sư mà phá các chúng ma không phải dễ đâu á. Thuyết pháp nghe bình thường thì nó là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như trong pháp hội này thôi nè, có những người bị một số cái nghiệp chướng mà vô ngồi là tìm cách để chống đối, không muốn nghe, và thậm chí là họ sẽ nghe cái kiểu khác, họ sẽ hiểu lệch nữa, ví dụ vậy đi. Thì như vậy là cái vị thuyết pháp này phải đủ cái lực để có thể dùng cái từ là gọi là trấn áp nghiệp chướng của họ, để họ có nghe đúng cái lời và hiểu đúng cái lời vừa nói, là đó là một lực. Chứ không phải giảng pháp bình thường. Giảng pháp bình thường thì cái gì cũng có thể nói được, nói rồi thôi, không có trách nhiệm. Nhưng mà vì trách nhiệm với cái người nghe từ đời này cho tới khi họ thành Phật lận, chứ không phải trách nhiệm bình thường. Không phải trách nhiệm xong buổi giảng rồi hồi hướng xong rồi về. Không có chuyện đó nữa, mà họ trách nhiệm cho tới khi người nghe thành Phật, cho tới khi người nghe ngộ được chân lý, sống đúng chân lý, cho tới được giác ngộ giải thoát, thì đó là trách nhiệm của một cái người giảng sư. Chứ không phải giảng đợi vỗ tay rần rần khen thầy giảng hay rồi xong cái được cái gì đó, được nổi danh nổi tiếng, đó là cái chuyện khác. Rồi ra một pháp sư là hoàn toàn khác với giảng sư, hoàn toàn khác với giảng viên. Tôi nói là giảng sư và giảng viên là ở một cái tầng khác, bắt đầu tới pháp sư là chuyện hoàn toàn khác. Cho nên ở đây Bồ Tát cứ hồi hướng cho pháp sư thôi, chứ không hồi hướng cho giảng sư. Hồi hướng cho pháp sư. Pháp sư là cái người mà gọi là đã thấu pháp rồi, tức là một bậc Bồ Tát giác hữu tình, là một hữu tình giác thì mới được gọi là pháp sư. Đó thì vậy là đủ sức để có thể phá các chúng ma, không đơn giản.
gọi là cái trách nhiệm một người thôi, tôi đừng nói nhiều, một người thôi, nếu mà mình hướng tâm về người đó để mình quán sát nhân quả người đó và mình gọi là sắp xếp cái đời sống của người đó theo trình tự để tu tập, mà nếu như người đó thuận theo của mình thì quá dễ đi, đúng không? Nhưng mà ma chướng nổi lên bắt đầu nó muốn làm ngược thì bắt đầu mệt rồi đó. Mà bây giờ thầy phải phá được cái ma chướng đó thì không phải là chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ chúng ta chưa có tu á, chưa có đi sâu vô công phu thì chúng ta thấy cái chuyện này thường lắm. Có tu và chúng ta có bị bế tắc ở trong công phu, chúng ta bị gọi là không thể nào ra khỏi cái cảnh giới tâm của mình được. Quý thị thấy, mình nhìn thấy những người bế tắc, mình phải nói thực sự rất là thương. Tại họ không làm gì được cho bản thân họ nữa. Họ sống sờ sờ, không làm gì được, xin lỗi là họ không có làm gì được luôn. Thậm chí những cái chuyện sinh hoạt bình thường họ cũng không làm được. Mà mình thấy rõ ràng là sức khỏe và trí tuệ họ còn nguyên đó, nhưng mà họ bị lệch tâm mà bị gần như bị khóa chặt trong cái vùng trời đó rồi. Họ ra không được, mà lực yếu là không phá được cái này. Tại cái này mình đụng nhiều, mình lý luận hơi nhiều một tíu chỗ đó để mình thấy rằng là những người công phu theo đạo Phật, nếu mà cái duyên của mình, ở đây dùng từ là duyên thôi chứ cũng không thể nói mình chọn lựa nổi đâu, thiệt á. Cái duyên của mình đúng với chánh pháp là một cái phước duyên nhiều kiếp của mình, cái thiện căn nhiều kiếp của mình, còn không mình kiếm thầy tào lao binh gì đó mình tu một thời gian cái mình không biết mình là ai luôn. Và cái đó mình tới là đi chữa cực chết luôn á. Rồi phải dễ gì kiếm được cái người mà đủ sức để phá được ma chướng. Không có đủ sức đâu. Mà những cái vị pháp sư á, nó không phải là mật chú nha, không phải, không có tu mật, không cần tu mật. Mật cái lực của mật chú nó cũng là một cái lực. Nhưng mà nếu những người này mà bị tác động bởi cái lực của mật chú hay là bởi cái lực gì đó thì vị pháp sư này cũng phải hơn nó mới có thể xây chuyển, còn yếu hơn là đầu hàng, yếu hơn là bó tay á. Nhưng mà nhìn thì sẽ biết, tức là gặp mặt nhìn chúng ta sẽ biết được là người đó đang bị cái đó và tháo gỡ bằng cách nào. Nhưng mà giải thích không được nữa, những người không còn làm chủ, không giải thích được nữa thì đó là một cái chuyện khác rồi đó. Sử dụng tâm tuyệt đối. Và tâm nào mới chiến phá cái gì và chuyển được nghiệp gì thì cái đó là cách riêng. Cái đó là không có thể nào mà nói người ta hiểu được. Nhưng mà sau đó người đó hết, hồi đó qua cái cua đó đó, họ mới thấy rõ ràng là được cứu thoát. Cái chuyện đó nó lớn lắm. Mình mà thoát được cái cảnh giới, thoát mấy cái cảnh giới này thiệt á, không phải còn cái ngôn ngữ gì để nói hết trơn á. Hết rồi. Thật ra khi mà chúng ta dụng công mà bị kẹt trong công phu đó, mà cái phước mình còn đó, thì mới gặp được một cái người có cái đạo lực. Đây phải dùng từ là có được cái đạo lực lớn để có thể trấn áp được ma nghiệp của mình. Chứ nếu không đó, là chúng ta bị lệch đường đó. Mà cuộc đời của tôi thấy hồi mới xuất gia tôi gặp một thầy. Ông đã từng ngồi thiền ngày này qua đêm nọ. Bữa đó ông leo lên cái bàn ăn, ngồi kiết già, xưng ta là Phật đi, tụi con tới lại đi. Tôi nói rồi xong rồi. Mà mình không có cái sức, đúng không? Hồi đó mình đau lắm, mình là một cái người mới xuất gia. Mà thấy vị sư huynh mình như vậy, đứng đó mà rơi nước mắt, mình làm cái gì được. Không làm được, khó chịu lắm, không giúp được. Và sau này rồi thì bà hồi mặc áo bắt tông, bà hồi vẫn như khất sĩ rồi đi không biết đi đâu, về đâu. Bây giờ thì cũng không biết đi đâu luôn rồi, nhiều chục năm quá rồi. Rất là tinh tấn mà một người trí thức. Người trí thức tu thì họ tu tốt lắm. Người cuối cùng bị không biết sao mà nó bị trục trặc. Lúc đó mình nhìn thôi, nhìn thôi chứ không có làm gì được. Và quý vị mà có tu, quý vị nhìn mấy cái cảnh đó nó đau lắm. Nhìn nó đau lắm, không có thể nào mà ngăn trở được. Tôi nhớ cái chuyện mà đến khi mà mình có được chút chút nội lực rồi thì cũng khoảng năm 90 mấy đó. Xin lỗi là vị thầy này cũng mất rồi. Trước khi nhập thất, ổng nói ngon lắm. Tôi vô chiến này là tôi bay ra rồi, rồi nó kia.
Mà thiệt á, tôi cũng đứng tôi rình con nhập thất, trời ông đi bước bước thiếu điều ông đập bể cái quả địa cầu này vậy đó. Công phu kinh khủng lắm, nhìn thấy thèm lắm, phải nói là công phu thấy rất là thương, rất là thèm. Đâu chừng 2-3 tuần, 3 tuần, khoảng 3 tuần tự mở cửa thất đi ra. Thằng này có 4 cái nanh. Tức là ông thấy ai cũng 1 nanh đó đó. Mấy vị lãnh đạo cũng 1 nanh luôn. Cũng may là ông chỉ ông thấy tôi không có nanh. Buộc tối tôi phải vô thất liền. Mà cái ở thiền viện mà vô thất là coi như là phạm quy á. Nhưng mà không thể không cứu, mấy cái trường hợp không thể không cứu, tôi phải dùng cái lực gì để tôi đập ổng, cái kiểu này không có được. Ra ngoài mấy vị lãnh đạo cũng chạy toát lép hết mà. Ai cũng 1 nanh với ổng hết rồi, nói gì được, trời ơi. Điều đó tôi phải vô với một huynh đệ nữa, huynh đệ kia thì ổng trông cứu, mình phải dùng cái lực riêng của mình để mình trấn áp cái nghiệp ma đang hiện ra nữa. Nói chung là lúc đó là cũng 2 người. Xong cũng tỉnh lại, cũng khoảng mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh đó. Toát mồ hôi, toát mồ hôi lạnh rồi cũng tỉnh lại. Tỉnh lại cũng cười cà cà đó, còn thấy 1 năm đâu nói hết rồi. Mà như vậy đó là phải dùng gần như là tất cả những cái tâm lực, những cái tình thương, những cái đạo lực gì gì đó dùng hết mới có thể cứu thoát ra mấy cái chuyện này. Cho nên quý vị chưa có đi sâu vào công phu, mấy cái chuyện này chúng ta chưa có gặp. Mà khi gặp rồi mình thấy không chịu nổi. Có những người họ quyết tu quá chứ không phải là họ không có quyết tu. Như mình sống tèn tèn ở cái chùa này, mình không có tu thì chuyện rất là bình thường. Chuyện đau khổ về việc tình duyên hay chuyện nó thường lắm, nó thường lắm, có thể gỡ ra được. Nhưng mà bế tắc cái kia trời cứu, không có ai có thể cứu được. Và cuộc đời sẽ điên loạn, sẽ dẫn dài hằng hà, sẽ số kiếp mê mờ luôn. Thì đó là cái mà mình thấy phải dùng lực thôi, chứ không thể nào không có dùng. Mấy trường hợp đó tôi ít khi nào mà có duyên gặp mình, ít khi nào mình dừng tay lắm. Phải bắt buộc phải làm bằng mọi giá, bằng hết khả năng của mình cứu không được thì mình lúc đó mình tính sao. Chứ còn gặp mấy trường hợp mình khó bỏ qua lắm. Những người tu thường thường thì không cần đâu, tại vì họ khởi cái nghiệp thường. Nghiệp thường không phải là nghiệp ma thì không cần. Nhưng mà đụng tới nghiệp ma quý vị thấy nó kinh hoàng lắm. Có những người nhập thất mà tôi thấy là nửa đêm 1-2 giờ mà mình không có xuất hiện là người đó chết. Thì sau này tôi bắt cái người đó viết lại cái nhật ký, rồi quý vị đọc quý vị sẽ thấy những cái chuyện đó. 1-2 giờ khuya nó mới nghẹt họng nó, trời đất ơi. Thường thường nó cũng, mình cũng chết theo nó đó, chứ đừng có nói chuyện. Trong cái lúc mà mình cứu họ thì điều nó lấy đá nó đập vô đầu mình đó. Nó kinh khủng đến mức độ đó, đó. Nhưng mà những cái nghiệp đó, nếu mà cái lực yếu là chịu chết, đứng nhìn nó chết thôi, chứ còn đừng có nói chuyện khác, đứng nhìn nó chết. Mà phải giải cứu được để thoát khỏi cái đó là phải dùng tất cả những cái gì, chứ không đơn giản đâu, không đơn giản. Thật ra là thiệt đó, ở đây mà dùng cái từ pháp sư phá các chúng ma không có dễ. Cả chúng ma, ví dụ như cả một cái chúng của mình đang tu tập, mỗi người một nghiệp. Và như vậy là mỗi một nghiệp đó nó sẽ tương thích với mỗi nghiệp ma. Một người sẽ bị tác động bởi một cái lực ma thôi là kể như thiệt đó, là không biết thành cái gì luôn. Nhưng mà nhờ sự gia trì hộ niệm của Tam Bảo gìn giữ, rồi kèm theo cái lực gia trì tâm của cái vị thầy để gìn giữ một cái người tu tập, thì nó là một cái lực khác hoàn toàn. Chúng ta nhìn thấy thường thường là mình được ăn, được ở, được sống yên, được tu tập yên, nó là chuyện rất là bình thường. Thế thì chúng ta chưa có đi sâu vào nội tâm thấy được những cái điều này rồi. Khi mà quý vị mình đi vào những cái đoạn bế tắc đó, tôi nói bế tắc rồi đó, hả, là rất là khó chịu, mình đang rất là đau khổ mà nó cứ tới đó rồi nó tiến không được, nó lùi không được, ra không được, vô không được. 6 tháng trời mình ở trong cảnh giới đó. Cho nên sau đó rồi thật sự là tôi có phát nguyện, nếu mà tôi có cái duyên để có thể giúp được những cái người bị kẹt trong công phu là tôi sẽ làm bằng tất cả mọi giá của mình, dù đổi mạng tôi cũng phải đổi. Tại tôi ức 6 tháng trời bị rớt trong cái cảnh đó, gỡ không có ra, không có làm gì được hết á. Nhớ tới là mình rất phải dùng cái từ là bị sôi trào lên, khó chịu ghê gớm lắm.
Tại vì mình chưa có trải qua những cái cảnh giới đó thì mình thấy cái chuyện đó nó thường nha. Khi quý vị trải qua cảnh giới đó, quý vị đã bị bế tắc hoàn toàn cuộc đời của mình, nhích một chút nữa cũng không được, rút lui cũng không được, rồi quý vị sẽ thấy cái cảnh đó. Chúng ta chưa rớt vào hoàn cảnh bế tắc. Bế tắc cuộc sống, thiếu tiền, thiếu bạc, bệnh hoạn gì đó, nó nhỏ lắm, nó nhỏ bằng một phần tỷ của cái cảnh giới đó. Ai trải qua đi rồi mới biết là mình, ta nói xây mình cũng không được. Quý vị thấy nó tắc đến cái độ mình tưởng tượng như là nó đúc nguyên cái khung sắt vừa với cái thân của mình vậy đó. Nó cứng ngắc nghe nè, xây trái xây phải cũng không được, cúi đầu nhẹ cũng không được, ngửa mặt lên cũng không được, hít sâu cũng được, thở sâu cũng không được. Nó kinh lắm. Trời cứu mình cái khúc đó đó. Mà lúc đó phải dùng cái từ là gì? Thiện căn, thiện nghiệp, hằng hà, sa số kiếp dồn lại mới có thể bứt phá được. Rồi phải mất sự phấn đấu luôn liên tục với 6 tháng trời mới ra nổi. Những cái giai đoạn công phu quý vị không có tưởng nổi đâu, nếu chúng ta đi sâu vào công phu. Gọi là những cái khúc quanh thật sự. Mà những cái phút đó mình, sau đó rồi mình thấy nếu như một vị thiện tri thức mà gọi là khá, có công phu, tức là nội lực tâm linh họ đủ lớn, họ khó mình trong lúc đó nhảy vọt ghê gớm lắm. Bể cái khung đó thôi. Vừa bể cái khung đó là wow, hằng hà sa số những cái tầng cảnh giới tuyệt vời. Mà trí tuệ khai mở hoàn toàn. Như vậy là cái sức phấn đấu để qua cái đó là nó cực lắm. Mà thiện căn không lớn, không qua nổi. Ngang đó là cuộc đời xong á. Xong cái đó thì hằng hà sa số kiếp xong. Khổ mà gọi là suốt những cái ngày tháng đó không có ngày giờ nào không nghĩ là le lưỡi đánh một cái bụp cho mày đi á. Kinh khủng lắm, mình không chịu nổi, mình không có chịu nổi, muốn cắn lưỡi chết liền tại chỗ mới đã nó, tại vì nó kinh khủng lắm. Mình cứ thử mình cắn rồi, cắn chưa chết nó đau, buông ra. Nhưng mà cái đau của thằng chát cũng chưa có so gì với cái kia, chưa bằng một phần triệu của cái bế tắc công phu nữa. Nói gì chứ nói tới công phu là thiệt đó, ứa nước mắt. Nó rất là nó khó chịu lắm. Quý vị không có thể nào mà gọi là hít thở bình thường được. Một giọt nước nuốt không trôi, mà tới lúc đó nó nghẽn là một giọt nước quý vị uống cũng không được. Đừng có nói làm cái gì khác quá công lắm. Đừng nói là xả ly cái gì, lúc đó mà ly được ly, tôi ly rồi. Ly được là tôi ly rồi. Không có được. Không có dùng vậy được. Mà chắc chắn là mình không có sai. Mình cũng biết chắc với cái tuệ của mình, mình biết là mình lúc đó không sai, chỉ phá vỡ nó thôi, chỉ cần sự phá vỡ thôi. Vậy mà không ai có thể giúp mình. Thì quý vị biết, đứng trước cái cửa tử mà không có một người có thể giúp đỡ mình nữa, thì lúc đó mình mới thấy là mình hiểu được cái gọi là cái tự lập. Cái tự lực ở trong công phu đòi hỏi nhiều cái lắm. Đòi hỏi thiện căn phước đức nhân duyên cũ rất là nhiều. Và may mắn là cái khúc đầu phát nguyện á. Bởi vì nói đi nói lại tôi vẫn nhắc là cái phát nguyện trước khi công phu. Phát nguyện thật sự chuẩn trước khi công phu dùm. Để khi cái bế tắc mình chỉ dùng tới cái chuyện đó thôi. Mình đương nhiên là đau khổ, lúc đầu thì hoang mang sợ hãi. Sau đó thì đau khổ xảy ra tương tục từng sát na một. Không còn sợ nữa. Tức là sau dần dần mình kiểm tra hết tất cả những công phu, mình thấy lại tất cả những cái việc mình làm, mình thấy nó không có lệch, không sợ hãi nữa. Nhưng mà cái bức bách để làm đau khổ là ra không có được. Không có được, cái chuyện tù ngục tôi thấy nó cũng còn nhẹ hơn á. Những người bị tù, bị trói rồi từ năm này qua tới năm kia, tôi thấy bị trói tay đó chân thôi, cái tâm hồn họ chưa có bị trói. Nó khổ, nó chỉ khổ cái thân xác thôi. Còn cái này bị tắt luôn cả thân tâm. Đó là một chuyện rất là khó. Mong rằng là chúng ta sẽ gì đó, đừng có bị lạc vào những con đường của thiền định. Muốn cho mọi người được học, được có những cái thấy nhìn. Nói chứ Quan Nghiêm mà học tới chừng này rồi thì những cái thấy nhìn của quý vị nó đã thoát đi rất là nhiều cái cảnh giới. Đến hồi quý vị công phu đi rồi quý vị sẽ thấy rồi, tới chỗ này mình thấy rồi. Nó lạ vậy đó. Bây giờ thì mình chưa có cái gì ghê gớm lắm đâu, nhưng mà qua hết những cái bài Quan Nghiêm mà mình đã học, những cái cảnh giới tu chứng mình đã điểm qua rồi,
Thì vậy là tới hồi mình chứng, mình đắc, mình được cái gì đó, mình thấy lúc đó là nó sẽ tự trả lời là chỗ này không phải, chỗ kia chưa đúng. Quý vị đi vào công phu, quý vị sẽ thấy điều này. Và bây giờ ngược lại là chúng ta học cũng vậy nữa. Nếu quý vị học bên ngoài thì quý vị cũng sẽ thấy rằng cái chỗ này nó không phải với cái điều mà chúng ta đã được học ở trong bản kinh Quan Nghiêm. Nó là một cái điều rất là đặc biệt. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ không? Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. Chúng sanh vô biên thệ Thầy.